Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 71. Mạc Linh cười hỏi, trái lại làm Lâm Nhất phải nhìn kỹ lại đối phương. Tô Hàm Nguyệt so với Mạc Linh, hơi khó so sánh, hai người mỗi người đều có một vẻ riêng. Không nghi ngờ, Mạc Linh là một trong số ít những mỹ nữ của thành U Châu, nàng ta còn là yêu nghiệt trong bảng Long Vân, nhìn khắp cả cổ vực Nam Hoa này cũng đã có vô số người theo đuổi và hâm mộ. Nhưng mà, trong đầu nhớ lại dáng vẻ sáng ngời của Tô Hàm Nguyệt ở trong Hoàng Cung của Đại Tần, trên mặt hắn thoáng lộ ý cười, lúc này mới nghiêm túc gật đầu, cân nhắc nói có lẽ đẹp hơn cô một chút. Nụ cười của Mạc Linh dần thu lại, chốc lát sau mới khẽ giọng nói, chẳng trách đầu gỗ như ngươi cũng phải động lòng, chẳng qua người này là ai, ta thực sự khá là tò mò. Tạm thời dừng tại đây thôi, sư tỷ tìm ta đến đây rốt cuộc là có chuyện gì? Trong lòng Lâm Nhất có dự cảm nếu cứ tiếp tục dây dưa mãi thì sợ là sẽ không dừng lại được, vội vàng nói. Tạm thời tha cho ngươi, nhưng mà sau này nếu như bị ta phát hiện ra, nữ tử mà ngươi thích không đẹp bằng ta, ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Mạc Linh trợn mắt lườm Lâm Nhất lộ ra biểu cảm uy hiếp, ý cười trên gương mặt xinh đẹp kia khiến trái tim Lâm Nhất khựng lại, thầm bất đắc dĩ, hình như lúc nãy nói sai rồi. Một hồi lâu sau Mạc Linh mới nghiêm túc nói, trong lãnh thổ thành U Châu vừa xảy ra một chuyện lớn, nhưng mà thấy ngươi quyết định đi có vẻ gấp gáp nên ta cũng không dám chắc ngươi có hứng thú không nữa. Chuyện gì? Lâm Nhất cực kỳ tò mò hỏi, trong lòng như có điều suy nghĩ, cũng có chút phán đoán, trên đường đến đây trong thư viện hơi khác thường. Chẳng lẽ có liên quan đến chuyện này? Trên thực tế, suy đoán của hắn cũng không đúng hoàn toàn. Chỉ có thể nói là nửa đúng nửa sai. Thấy Lâm Nhất tò mò, khóe miệng Mạc Linh khẽ cong lên cười nói, trong lãnh thổ thành U Châu có một vùng đất tên là Biển Trăng Khô, tiếp giáp với Vân Châu và Thanh Châu gần đây, ngươi hẳn đã từng nghe qua cái tên này rồi chứ. Lâm Nhất ở trong thư viện Thiên Phủ 2 tháng, ngoại trừ tu luyện ra, thời gian còn lại cũng không để lãng phí. Sự hiểu biết của hắn về cổ vực Nam Hoa cũng đã tăng lên nhiều so với trước kia khi còn ở đế quốc Đại Tần. Biển Trăng Khô này hắn cũng có biết đến chút ít. Đây là một vùng đất nguy hiểm, mặc dù trong tên có một chữ biển nhưng lại khác biệt hoàn toàn so với những gì mà mọi người biết về biển. Đó là một vùng sa mạc, vì nó rộng đến mức vô biên vô tận, như đại dương mênh mông, người thường lạc vào trong đó thì sẽ không thể đi ra được nữa. Vì vậy nó bị gọi với cái tên là Biển Trăng Khô. Nghe nói Biển Trăng Khô này trong thời thượng cổ xa xưa cũng là một nơi tương đối phồn hoa, có không ít tông môn sống trong đó. Nhưng sau này lại trở thành chiến trường, sau một trận đại chiến thì biến thành hoang mạc như bây giờ, mất hết sức sống, không có cỏ cây nào mọc nổi. Mặc dù nói vùng đất này khá là nguy hiểm, nhưng cứ thỉnh thoảng sẽ có người mạo hiểm đi vào trong đó, thu hoạch được không ít bảo bối thượng cổ. Vì vậy mà được nhiều người biết đến. Nếu như Biển Trăng Khô xảy ra chuyện gì lớn, Lâm Nhất trái lại cũng không bất ngờ, bình tĩnh nói, là có người phát hiện di tích thượng cổ, còn thu hoạch được linh bảo thượng cổ, hoặc là có thiên tài địa bảo gì sắp sinh ra sao? Đều không phải. Mạc Linh cười đầy vẻ thần bí, giọng nhàn nhạt đáp. Đều không phải, thế thì lại rồi, vậy rốt cuộc là có chuyện lớn gì xảy ra? Trí tò mò của Lâm Nhất lập tức bị treo lên, đúng là có chút bất ngờ thật. Là có người phát hiện ra trong Biển Trăng Khô có một mộ cổ. Mộ cổ. Vẻ mặt Lâm Nhất không đổi, trong lòng như có điều suy nghĩ, phát hiện ra cổ mộ là một việc rất bình thường. Ở chỗ đó, vốn dĩ là chiến trường thượng cổ, có quá nhiều các loại mộ cổ, quả thực không đáng để nhắc tới. Tùy ý phát hiện ra tàn tích của một bia mộ nào đó thì chắc chắn bên dưới chính là mộ cổ. Nhưng những loại mộ cổ này lại chẳng có giá trị gì, chủ nhân của ngôi mộ rất có thể là một tiểu binh của tông môn, thậm chí còn chẳng tìm được cả quan tài. Nhưng nếu như Mạc Linh đã nói là chuyện lớn, vậy thì chủ nhân của ngôi mộ cổ này chắc hẳn phải có thân phận không tầm thường. Quả nhiên như vậy, Mạc Linh nói tiếp, nghe nói đây có thể là mộ phủ của một kẻ mạnh cảnh giới tinh nguyên. Cảnh giới tinh nguyên. Nghe đến bốn chữ này mặt Lâm Nhất thoáng biến sắc. Trái tim trong ngực nhảy lên thình thịch, trong mắt lộ vẻ chấn động, thật sao? Nhìn khắp cả cổ vực Nam Hoa này, cho dù là kẻ mạnh của cảnh giới thiên phách cũng không có nhiều,
thư viện thiên phủ rộng lớn có thực lực ở cấp chuẩn bá chủ cũng chỉ có hai người mà thôi. Vì thư viện lấy trình độ linh văn làm chủ, võ đạo bổ trợ cho nên nền tảng sức mạnh võ đạo tương đối yếu hơn. Nhưng kẻ mạnh cảnh giới thiên phách của những thế lực cấp chuẩn bá chủ khác cũng không nhiều hơn bao nhiêu, chỉ có thế lực cấp bá chủ chân chính thì số lượng kẻ mạnh cảnh giới thiên phách mới nhiều hơn một chút. Nhưng cũng chỉ là nhiều hơn một chút, huống hồ thiên phách chỉ là một đại cảnh giới, nhập thiên phách còn chia thành các loại cấp bậc khác nhau. Còn về kẻ mạnh cảnh giới tinh nguyên trên cả thiên phách thì đúng là cực kỳ hiếm có, cho dù có thì cũng là những thái thượng trưởng lão đã sắp thành người thiên cổ rồi. Tông chủ của chín đại bá chủ tông môn đều có tu vi thiên phách đỉnh phong, chưa có một người nào thăng cấp tinh quân. Bỗng nhiên nghe thấy có mộ phủ cổ của một kẻ mạnh cảnh giới tinh nguyên thì đúng là khiến người ta cực kỳ chấn động. Đây giống như thể là một thứ gì đó trong truyền thuyết bỗng nhiên biến thành sự thực vậy. Kẻ mạnh cảnh giới tinh nguyên được xưng tụng là tinh quân, loại cảnh giới đó Lâm Nhất có hiểu biết cực ít, gần như bằng không. Lúc ta biết được chuyện này cũng rất ngạc nhiên, biển trăng khô này thường thì cũng sẽ có những linh bảo thượng cổ xuất hiện, công pháp còn sót lại cũng không ít. Còn về mộ cổ thì lại càng là việc thường thấy, nhưng có thế nào cũng không nghĩ đến sẽ có mộ phủ cổ của tinh quân xuất hiện. Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ không phải là giả, thậm chí rất có khả năng là không chỉ có một ngôi mộ cổ, mà là một vùng, Mạc Linh rủ gì nói, trong đôi mắt đẹp lấp lánh ánh sáng khác lạ, rõ ràng nàng ta cũng cực kỳ ngạc nhiên và chấn động. Một vùng mộ cổ của tinh quân. Lâm Nhất ngây người trong chốc lát, sau đó mới hít mạnh một hơi. Lầm bầm nói, vậy thì đúng là một chuyện lớn, chẳng trách cô lại nghiêm túc phái người đi đợi ta như vậy. Mạc Linh khẽ giọng nói, tin tức hẳn không thể sai, ngoại trừ thế lực cấp bá chủ của ba châu gần đây, Thiên Kiếm Tông của Khí Châu ở xa như vậy cũng đã phái người đến rồi. Bây giờ đã đến Thư viện Thiên Phủ, Tiểu Tuyết đang chiêu đãi nhóm sư huynh của muội ấy. Người của Thiên Kiếm Tông cũng đến rồi. Trong lòng Lâm Nhất như bừng tỉnh. Chẳng trách thư viện so với ngày thường lại tĩnh lặng hơn rất nhiều, hóa ra là do người của Thiên Kiếm Tông đến đây. Thiên Kiếm Tông này có cùng cấp bậc với thế lực của Điện Huyền Dương, đến thư viện thiên phủ này khó tránh sẽ thu hút không ít người đến vây xem và ngưỡng mộ. Lâm Nhất, nếu như ngươi không vội đi thì thực sự có thể đi xem sao. Đồng hành cùng với người của Thiên Kiếm Tông thì cũng sẽ bớt nguy hiểm hơn một chút, ngộ nhỡ có đủ cơ duyên, nói không chừng lại có thể lấy được nước huyền âm. Đối với ngươi mà nói đây sẽ là một chuyến đi có thu hoạch cực lớn. Mạc Linh nhìn về phía Lâm Nhất nghiêm túc nói. Nước huyền âm, đây là cái gì? Lâm Nhất lộ vẻ khó hiểu, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cái tên này, hoàn toàn không hiểu gì. Vật này tương đối quý hiếm, cổ vực Nam Hoa chỉ có thế lực bá chủ mới có, hơn nữa số lượng cực ít. Chỉ có đệ tử cực kỳ yêu nghiệt mới có tư cách để nhận ban thưởng. Yêu nghiệt của những thế lực cấp bá chủ kia vì sao mà tuổi trẻ tài cao đã có thể giết chết những kẻ mạnh lớn tuổi hơn một cách tuyệt đối. Ngoại trừ thiên phú hơn người ra, tài nguyên vĩnh viễn luôn là nhân tố hàng đầu, nhất là những nguồn tài nguyên hiếm thấy. Mạc Linh khẽ giọng ngâm nga, thế lực của cấp bá chủ được nuôi dưỡng và trưởng thành từ các đệ tử yêu nghiệt, mỗi một giai đoạn đều sẽ tìm những nguồn tài nguyên hiếm có khác. Nước huyền âm chính là nguồn tài nguyên tương ứng để luyện hóa trong cảnh giới huyền âm. Loại tài nguyên vô giá này dù có bao nhiêu linh ngọc cũng không thể mua được. Nước huyền âm, loại tài nguyên cực hiếm, đến đệ tử của không ít thế lực cấp bá chủ cũng chưa từng được nghe đến. Mạc Linh có thể biết được chuyện này, ngoài nguyên nhân vì địa vị của nàng ta đứng thứ nhất trong thư viện ra, còn có phần nhiều liên quan đến Mạc gia ở phía sau nàng ta. Mạc gia là một gia tộc tương đối cổ xưa trong thành U Châu, trong gia tộc có không ít hậu bối tư chất tự nhiên cực cao. Đều đã được gia nhập vào các thế lực cấp bá chủ. Có điều chỉ dựa vào mỗi Mạc gia thì không tính là gì, nhưng nếu như tính cả những người trong tộc Khai Chi Tán Diệp, phân bố khắp cả thành U Châu nữa thì Mạc gia này được tính là một đại nhân vật tiếng tăm rồi. Ví dụ như Mạc Linh, không bao lâu nữa cũng sẽ tiếp quản Thư viện Thiên Phủ. Người như nàng ta trong Mạc gia cũng không ít. Trong mộ cổ của kẻ mạnh thời thượng cổ này, biết đâu sẽ có cơ hội xuất hiện. Nhưng đó cũng chỉ là cơ hội. Ngươi nếu như đi thì ít nhất cũng có thể nắm bắt được chút cơ hội này, còn nếu không đi thì chắc chắn là không có gì cả. Mạc Linh kỳ thực vẫn chưa nói hết, một khi thực sự có nước huyền âm xuất hiện, với thực lực của Lâm Nhất rất có khả năng sẽ thu được.
Loại mộ cổ cỡ này, thứ bị tranh đoạt nhiều nhất chắc chắn là truyền thừa của kẻ mạnh tinh quân. Cũng chính là những công pháp và võ kỹ mà người này để lại, cùng với những linh bảo và đan dược bổ trợ, thậm chí có cả thi thể của chủ mộ. Nhưng mộ cổ tinh quân này chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều kẻ mạnh trong bảng Long Vân đến, những người có thực lực nghịch thiên xếp trong 10 hạng đầu cũng có khả năng sẽ xuất hiện. Nhưng những người được xếp từ hạng 50 trở đi thì chắc chắn sẽ đến rất nhiều. Những nhân tài của bảng Long Vân chắc chắn sẽ dốc sức tranh đoạt truyền thừa của tinh quân, Lâm Nhất mà đi tranh thì cũng khó tránh phải chịu thiệt. Tranh đoạt nước huyền âm, nếu không có gì bất ngờ chắc chắn sẽ ít hơn một chút. Lại nữa, với thực lực vượt xa so với cảnh giới của Lâm Nhất, rất có khả năng sẽ tạo ra sự bất ngờ, đánh cho những người khác không kịp trở tay. Cơ hội thực sự rất lớn, xét trên lập trường của mình, nàng ta hy vọng Lâm Nhất đừng bỏ lỡ cơ hội này. 3 ngày sau, ta sẽ trả lời cô, lần này đa tạ. Lâm Nhất suy tư, bình tĩnh nói. Nếu là trước khi hiểu thấu đáo cuộn tranh hoa tường vi, hắn sẽ không ngại mạo hiểm, nhưng bây giờ hắn đã thu hoạch được nhiều từ cuộn tranh hoa tường vi. Chỉ cần nắm chắc, không lâu sau sẽ có thể tranh đấu với các nhân tài trên bảng Long Vân. Bây giờ vừa mới lĩnh ngộ bí mật trong tranh đã tham gia vào một cuộc thi gay gắt như thế này thì hơi liều lĩnh. Hắn là vậy, nếu không quyết định thì thôi, một khi đã quyết định thì sao có thể chỉ thỏa mãn với nước huyền âm. Ta nói, nếu ngươi còn khách sáo với ta như vậy, lần sau ta sẽ tức giận thật đấy. Mạc Linh cười trách, nàng ta vẫn còn hơi nhạy cảm với câu cảm ơn của Lâm Nhất. Lâm Nhất cười bất đắc dĩ, ôm quyền rời đi. Biển trăng khô, mộ tinh quân, nước huyền âm. Lâm Nhất ra khỏi nơi ở của Mạc Linh. Nhìn thư viện lạnh lẽo này, hít một hơi thật sâu. Cao thủ như tinh quân thật sự quá xa vời đối với hắn. Với hắn hiện giờ, ngay cả cảnh giới thiên phách cũng là một sự tồn tại không thể địch nổi. Nhưng biển trăng khô đã tồn tại nhiều năm như vậy, nếu thật sự có cổ mộ tinh quân thì phải được tìm ra từ lâu rồi mới đúng. Bây giờ đột nhiên xuất hiện cũng có vẻ hơi kỳ lạ. Một khi cổ mộ này xuất hiện sẽ gây ra sóng gió như thế nào? Lâm Nhất không thể đoán trước được, nhưng có thể khẳng định những đối thủ mà hắn cần phải đối phó khi đó không chỉ là cấp bậc như Tào Trấn, có thể còn phải đối mặt với nhân tài bảng Long Vân đợt trước. Tuy Tào Trấn mạnh, nhưng vẫn còn rất non nớt so với các nhân tài bảng Long Vân chân chính. Trước khi về, Lâm Nhất đi ngang qua quảng trường hỏa ngục của Thư viện Thiên Phủ. Nơi đây tương đương với sân luyện võ, ngoài việc tu luyện, ngày thường các đệ tử luôn chọn nơi này làm địa điểm luận bàn. Độ phổ biến khá cao. Hôm nay quảng trường người đông như kiến, còn náo nhiệt hơn lần trước có người của Thư viện Bạch Ngọc đến. Lâm Nhất ngạc nhiên, cũng đoán được gì đó. Các tông môn khác đến Thư viện Thiên Phủ thường sẽ không thể tránh khỏi việc muốn xin chỉ bảo. Thiên Kiếm Tông có quan hệ khá tốt với Thư viện này cũng không ngoại lệ. Nhưng việc này cũng có thể hiểu được, tu luyện võ đạo không thể tránh được hai chữ danh lợi. Có ai không muốn thể hiện bản thân trước người khác chứ? Lâm Nhất lắc đầu, không hứng thú lắm, thực lực võ đạo của thư viện khá yếu. Với thực lực của Thiên Kiếm Tông, chỉ cần người đến không phải chân ướt chân giáo thì ngay cả đệ tử nội môn cũng có thể đánh lại đệ tử nòng cốt của thư viện, thậm chí thắng một cách dễ dàng. Những trận đấu thế này chỉ mang tính chất vui vẻ thôi, không có giá trị thưởng thức. Mạnh quá, không hổ là nhân tài của Thiên Kiếm Tông. Mai Sư Huynh sắp không chịu nổi nữa rồi. Trước đó Mai Sư Huynh đã đánh bại 3 người liên tiếp, nhưng thiếu niên này vừa ra tay, tình thế đã thay đổi hoàn toàn. Có lẽ khoảng vài chiêu nữa, Mai Sư Huynh sẽ thua. Thiếu niên này còn trẻ quá, chắc chưa tới 18 tuổi đâu nhỉ. Nhưng vào lúc này, vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt Lâm Nhất, hắn không ngờ Mai Tử Viêm lại luận bàn với người khác. Tên này luôn tự cao tự đại. Cho rằng Mạc Linh chỉ có vậy, ít nhất cũng không thể yếu hơn nàng ta. Hắn ta rất kiêu ngạo ở Thư viện Thiên Phủ, hết lần này tới lần khác muốn làm Lâm Nhất bẽ mặt. Nhưng không ngờ hôm nay hắn ta lại bị một thiếu niên của Thiên Kiếm Tông đánh cho thảm hại như vậy. Trong lòng Lâm Nhất dâng lên chút hứng thú, hắn lặng lẽ bước về phía quảng trường hỏa ngục. Đến bên rìa quảng trường hỏa ngục, Lâm Nhất nhắm mắt lại, đưa mắt nhìn qua. Không biết từ khi nào trên quảng trường hỏa ngục xuất hiện 4 người trẻ tuổi ăn mặc hoa lệ,
cả bốn người đều tươi cười nhìn hai người đang luận bàn trên trung tâm quảng trường. Họ đều có khí chất không tầm thường, trên mặt là vẻ kiêu ngạo bẩm sinh, khí chất rất khác biệt với các đệ tử thư viện, chỉ cần nhìn lướt qua là có thể dễ dàng phân biệt. Lâm Nhất nhìn qua, trước ngực bốn người đều thêu hoa văn đám mây, giữa đám mây cắm một thanh kiếm. Lâm Nhất cũng không xa lạ gì với hoa văn này, trên người Mục Tuyết cũng có, xem ra những người này là đệ tử nội môn của Thiên Kiếm Tông. Lâm Nhất nhìn lướt qua xung quanh thì không thấy đệ tử nòng cốt, hơi kỳ lạ. Có vẻ như cao thủ chân chính của Thiên Kiếm Tông đang làm khách ở Ngự Thư Đường, có Mục Tuyết và các trưởng lão tiếp đãi. Lâm Nhất tiếp tục rời mắt về phía hai người đang luận bàn giữa quảng trường. Đối thủ của Mai Tử Viêm là một thiếu niên rất trẻ, trông chỉ mới 17, 18 tuổi, nhưng khí chất lại vô cùng sắc bén, dồn ép Mai Tử Viêm không chịu nổi. Chỉ có bản lĩnh này thôi sao? Vẫn chưa đủ nhìn. Trong lúc đánh nhau kịch liệt, thiếu niên kia còn thảnh thơi nhướng mày cười nói với Mai Tử Viêm. Bùm! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mai Tử Viêm ấm ức trong lòng nhưng không phản bác, chân nguyên trong cơ thể sôi trào, hắn ta hơi khom xuống, sải bước đánh ra quyền mang cực kỳ đáng sợ. Cuối cùng cũng chịu để lộ thực lực cảnh giới Dương Huyền Tiểu Thành của ngươi rồi à? Trình độ cũng tạm tạm thôi. Cảm nhận được uy lực một quyền này của Mai Tử Viêm. Thiếu niên cười nhếch mép, vẻ lười nhác hiện lên trên mặt. Một bàn tay thò ra khỏi tay áo nhanh như chớp. Hắn ta xòe tay ra, trong chớp mắt đã nắm lấy quả đấm của Mai Tử Viêm, sau đó siết chặt lại. Sao có thể như vậy được? Vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt Mai Tử Viêm, hắn ta không ngờ cú đấm cảnh giới đại thành tiểu thành đỉnh phong của mình lại bị đối phương nhẹ nhàng đỡ được, nguyên do chắc chắn không nằm ở tu vi. Lùi lại đi. Thiếu niên nhướng mày, cười khẩy tung xảo kình, chỉ trong nháy mắt. Mai Tử Viêm đang bừng bừng khí thế xông tới lập tức bị đối phương đẩy lùi lại. Vẫn còn hơi yếu. Vừa giành được ưu thế, thiếu niên càng kiêu ngạo hơn, xông tới tung ra hai quyền với làn gió lạnh sắc bén. Trong tiếng gió rít, hai quyền đấm xuống, không khí dường như cũng bị quyền mang xé rách. Cảnh tượng này khiến cho vẻ mặt các đệ tử thư viện Thiên Phủ đều trở nên khó coi. Hiển nhiên họ không ngờ Mai Tử Viêm sẽ chịu nhục nhã như thế trong tay một thiếu niên, quả thật không chịu nổi một đòn. Rầm rầm rầm. Giữa quảng trường, hai bóng người đang đối đầu gay gắt, dư chấn mạnh mẽ quét ra bốn phía, bụi bặm bay đầy trời. Dừng tại đây thôi. Trong lúc đánh nhau căng thẳng, thiếu niên lạnh lùng quát, chỉ thấy phải tung quyền của hắn ta đột nhiên trở nên sắc bén như kiếm đâm xuyên qua bức tường. Đồng thời đâm thủng khí thế của Mai Tử Viêm. Bùm! Sau đó một quyền sắc bén như kiếm này đấm mạnh vào ngực Mai Tử Viêm. Trong tiếng nổ, Mai Tử Viêm hộc ra một búng máu, sắc mặt trắng bệch, chật vật lùi về sau. Dư chấn dao động, Mai Tử Viêm lùi lại mấy bước mới đứng vững lại, ngược lại đối phương trông rất thản nhiên và thoải mái. Thực lực võ đạo của Thư viện Thiên Phủ vẫn còn quá yếu, mặc dù các hạ đã lớn tuổi. Nhưng thực lực này lại quá kém, có muốn tiếp tục tự hạ thấp mình nữa không? Thiếu niên tỏ ra thất vọng, lạnh nhạt nói. Lời này phát ra từ miệng một thiếu niên 17, 18 tuổi quả thật rất tổn thương, không nể mặt chút nào. Nhưng đối với hắn ta thì không quan trọng. Hắn ta tên là Mục Trần, nhân tài mới nổi của Thiên Kiếm Tông, một trong ba đệ tử nội môn đứng đầu, đặc biệt hắn ta chỉ mới 18 tuổi, có thể nói là rất có tiềm năng. Ở Thiên Kiếm Tông, không ai dám coi thường hắn ta, đến thư viện này đương nhiên cũng không cần nể mặt Mai Tử Viêm. Thiên Kiếm Tông không hổ là Thiên Kiếm Tông, có điều thực lực của ngươi cũng coi như chưa là gì cả, để coi thường thư viện Thiên Phủ thì có hơi tự đại đấy. Trong thư viện chúng ta có một người bằng tuổi ngươi, nhưng ngay cả Tào Trấn của Bắc Tuyết Sơn Trang cũng không phải đối thủ của hắn. Mai Tử Viêm cười mỉa mai. Chuyện này ta có nghe nói. Ta đến đây cũng vì muốn gặp người này, người biết hắn đang ở đâu không? Mục Trần ngẩn ra, sau đó trở nên tràn ngập ý chí chiến đấu. Không phải đang đứng bên kia sao? Tia sáng lạnh xẹt qua trong mắt Mai Tử Viêm, hắn ta rời mắt về phía Lâm Nhất đang đứng bên rìa quảng trường. Chiêu gắp lửa bỏ tay người này làm hay lắm, dù cho bị người khác đánh bầm dập cũng không muốn Lâm Nhất được yên. Lâm Nhất!
Lâm chấp sự. Tất cả các đệ tử thư viện Thiên Phủ đồng loạt nhìn về phía Lâm Nhất. Mai Tử Viêm vừa nói xong, Lâm Nhất đang che giấu khí tức lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Các hạ chính là công tử Táng Hoa trong lời đồn phải không? Mục Trần hứng thú đánh giá Lâm Nhất, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, người này nhìn thế nào cũng chỉ mới tu vi cảnh giới âm huyền viên mãn. Mặc dù khí tức trầm ổn mang lại cho người ta cảm giác rất mạnh, nhưng dù sao đi nữa thì cũng chỉ là tu vi cảnh giới âm huyền viên mãn. Một lát sau, hắn ta mới cười bảo, Tào Trấn cũng hay thật, ta vốn coi hắn ta là đối thủ, nhưng không ngờ hắn ta lại vô dụng như thế, ngay cả một kiếm khách đến từ đế quốc Đại Tần cũng không giải quyết được. Nếu đã đến thì cũng có duyên, các hạ có sẵn sàng chỉ bảo một phen không? Hai người trạc tuổi nhau nhưng khí chất lại khác biệt một trời một vực, Mục Trần kiêu ngạo, cực kỳ phô trương. So với hắn ta, trông Lâm Nhất khiêm tốn hơn rất nhiều. Đặc biệt là sau khi hắn tu luyện kiếm ý tiên thiên đến viên mãn, sự sắc bén như được thanh lọc, có khuynh hướng trở lại như ban đầu. Nhưng nếu nhìn thẳng vào mắt hắn sẽ phát hiện kiếm ý tiên thiên ẩn giấu trong mắt rồi rào, mênh mông như biển, sâu như vực thẳm. Nếu không giận thì thôi, một khi nổi giận thì gió mây cũng sẽ nổi lên, trời đất đổi sắc. Ta không có hứng thú. Lâm Nhất bâng quơ liếc nhìn hắn ta, sau đó rời mắt đi. Không phải đệ tử nòng cốt của Thiên Kiếm Tông thì hắn không cần để vào mắt. Có thể người này có thực lực ngang với Tào Trấn, có thể yếu hơn hoặc có thể mạnh hơn, nhưng vậy thì có liên quan gì? Cỡ tầm Tào Trấn, bây giờ hắn tự tin có thể đánh bại đối phương chỉ trong 3 chiêu. Hắn có thể có hứng thú gì với một người còn coi Tào Trấn là đối thủ của mình chứ? Lâm Nhất, ngươi sợ rồi phải không? Mai Tử Viêm mỉa mai. Hắn ta cảm thấy Mục Trần rất mạnh, thậm chí vẫn chưa thi triển hết toàn lực, thực lực thật sự chắc chắn cao hơn Tào Trấn. Ta cần phải giải thích với tên vô dụng nhà người à? Lo mà suy ngẫm tại sao vừa rồi lại thua thê thảm như vậy đi. Lâm Nhất cười khẩy, không nể mặt hắn ta chút nào, nói xong liền quay lưng bỏ đi. Định đi ư, ta chưa cho phép đâu. Thấy Lâm Nhất định đi, sao Mục Trần có thể để mặc cho hắn đi? Hắn ta lao đi, chân nguyên cuồng bạo trong cơ thể bùng nổ, tung quyền bay thẳng về phía Lâm Nhất. Cảm nhận được quyền mang sắc bén này, Lâm Nhất bình tĩnh, tay áo dài như mây, xoay người lại tung quyền nhẹ nhàng đỡ lấy. Bùm! Trên không trung, Mục Trần đang bay tới chợt dừng lại, sau đó văng ngược về sau như vừa trúng phải một đòn như sấm chớp, ngã mạnh xuống đất, vẻ kinh hãi hiện lên trên khuôn mặt ngạo mạn. Chân nguyên hùng hậu quá! Bốn tên đệ tử nội môn Thiên Kiếm Tông còn lại nhìn thấy cảnh này đều sững sờ. Đây! Nhìn thấy Lâm Nhất chỉ nhẹ nhàng tung một quyền đã đánh bay Mục Trần, các đệ tử thư viện Thiên Phủ ngẩn ra, ngay sau đó vỗ tay hoan hô. Mai Tử Viêm sợ tới mức biến sắc, tim chợt trùng xuống, tại sao mới hơn nửa tháng không gặp mà tiểu tử này đã trở nên mạnh như thế? Thực lực của hắn hiện tại hoàn toàn hơn hẳn lúc cuộc chiến giữa năm thư viện diễn ra. Lâm Nhất lạnh lùng nhìn Mục Trần, hờ hững nói, ta đã nói rồi, ta không có hứng thú với ngươi, chỉ có chút thực lực ấy thì đừng tới trước mặt ta tự rước lấy nhục. Tên này thật ngông cuồng. Mục sư đệ cũng không xuất kiếm mà. Sắc mặt của bốn người Thiên Kiếm Tông thoáng trở nên khó coi, thân là đệ tử cấp bá chủ, vốn nên là nhân vật tài trí hơn người ở thư viện Thiên Phủ, nhưng nào ngờ lại bị Lâm Nhất vô tình làm nhục trước mặt nhiều người như vậy. Không hổ là người đã đánh bại Tào Trấn, hôm nay người thật sự không thể đi. Mục Trần từ từ đứng dậy, lau khô vết máu trên khóe miệng, ánh mắt lóe lên chiến ý nồng đậm. Vừa dứt lời, trên người hắn ta đã bộc phát hơi thở khủng bố, trong khi chân nguyên sôi trào, một luồng uy áp thuộc về cảnh giới Dương Huyền Đại Thành lan ra. Sư đệ tiếp kiếm, nhất định phải dạy cho tên nhóc này một bài học nhớ đời. Trong bốn người kia có một bóng người vung tay. Ném một thanh kiếm còn chưa ra khỏi vỏ đến. Dầm. Mục Trần giơ tay bắt lấy, sau đó đâm mạnh xuống đất một cái khiến mặt đất phát ra tiếng vang thật lớn. Nền đất cứng rắn lập tức bị vỏ kiếm chọc thủng, một vết nứt cực lớn xuất hiện và từ từ lan ra. Trong màn sương bụi mờ mịt, khí thế cô độc của Mục Trần thay đổi cực lớn, hắn ta nhếch mép cười khẩy,
lạnh giọng nói, nếu ngươi đã nói như vậy thì hôm nay ta muốn xem thử ngươi sẽ làm sao để ta tự rước lấy nhục. Bầu không khí thoáng chốc trở nên nặng nề và căng thẳng, ai cũng cảm nhận được khí lạnh đáng sợ phát ra từ trên người Mục Trần. Ngày thường, thiếu niên này đã quen thói kiêu ngạo, rất ít khi chịu thiệt, hôm nay lại thua trong tay một người cùng thế hệ, e rằng trong lòng hắn ta rất uất ức. Lâm Nhất tỏ vẻ bất đắc dĩ, xem ra không cách nào tránh khỏi trận chiến này rồi. Tuy nhiên, thế cũng tốt, để hắn thử xem nhân tài mới xuất hiện của Thiên Kiếm Tông mạnh đến mức nào. Dù sao thì việc này cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Tào Trấn mạnh thì có mạnh, nhưng hắn ta xuất thân từ Bắc Tuyết Sơn Trang, tuy nói cùng dùng kiếm lập tông, nhưng nó và Thiên Kiếm Tông vẫn có chênh lệch. Dừng tay. Ngay khi chiến ý trong lòng Lâm Nhất bắt đầu sôi trào, bỗng một tiếng quát lạnh vang lên, kế đó có hai bóng người từ trên trời rơi xuống. Một nam và một nữ, nữ chính là Mục Tuyết, người khá quen thuộc với Lâm Nhất, còn nam thì khá lạ mặt. Trước ngực áo người nọ có thêu hai thanh kiếm sắc ẩn hiện trong đám mây. Lâm Nhất hơi híp mắt lại, nhìn thấy hoa văn kia, hắn đã phần nào đoán được nó mang ý nghĩa gì. Đây chính là biểu tượng của đệ tử cốt cán thuộc Thiên Kiếm Tông, một trong chín bá chủ lớn tại cổ vực Nam Hoa. Mục Tuyết và tên đệ tử cốt cán kia xuất hiện khiến mấy tên đệ tử nội môn của Thiên Kiếm Tông lập tức thay đổi sắc mặt. Lúc này, khí thế của Mục Trần đã lên đến đỉnh điểm, kiếm uy trên người gần như hóa thành thực chất, thấy vậy, trong mắt hắn ta lộ ra vẻ không cam lòng. Trương Sư Huynh, đám người vội bước lên trước, chắp tay hành lễ. Người thanh niên họ Trương kia khẽ gật đầu, rồi liếc nhìn Mục Trần và nói khẽ, Mục Trần, trước khi đến đây, các trưởng lão trong tông môn từng căn dặn, chuyến đi đến Biển Trăng Khô lần này, chúng ta phải nhờ vào sự giúp đỡ của Thư viện Thiên Phủ. Ta không xen vào việc ngươi muốn luận bàn cùng người khác, nhưng không đến mức phải rút kiếm đòi mạng như vậy. Đối mặt với thanh niên họ Trương kia, Mục Trần từ từ thu lại khí thế trên người mình, mỉm cười, thờ ơ nói, sư huynh nói phải. Kế đó, hắn ta quay sang nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt khiêu khích, nhưng cũng không có bao nhiêu ý định nhận sai. Mục Tuyết bước đến trước mặt Lâm Nhất, giới thiệu với hắn, Lâm Nhất, đây là sư huynh Trương Viễn, đệ tử cốt cán của Thiên Kiếm Tông. Lâm huynh đệ, nghe danh đã lâu. Trương Viễn bước đến, nở nụ cười chào hỏi Lâm Nhất. Lâm Nhất cẩn thận đánh giá người này một phen, tu vi Dương Huyền Đại Thành đỉnh phong, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bước lên cảnh giới viên mãn. Nhưng đây không phải điểm mấu chốt, mà quan trọng hơn hết chính là hắn cảm nhận được áp lực đến từ đối phương, có lẽ hắn ta cũng tu luyện một kiếm quyết rất mạnh mẽ. Dùng kiếm quyết cô đọng thành chân nguyên sẽ có chênh lệch rất lớn với chân nguyên được tu luyện từ công pháp bình thường. Cùng một cảnh giới, thực lực có thể cách biệt như ngày và đêm. Lâm Nhất rũ mắt, khẽ gật đầu và không nói gì thêm. Lâm huynh đệ chớ trách, mục sư đệ còn nhỏ tuổi, không có cơ hội ra ngoài tôi luyện nhiều bằng ngươi cho nên tính tình có hơi nóng này. Tuy nhiên, bản tính hắn không xấu, Trương Viễn thấy Lâm Nhất còn trẻ, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt với Mục Trần, người này có vẻ chững chạc và tỉnh táo hơn rất nhiều. Hắn ta không khỏi gật đầu tán thưởng. Không đâu, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Dù có thật sự ra tay thì cũng không chuyện gì đáng lo, Lâm Nhất thở ơ đáp. Lâm Nhất cũng không có lý do để ghét bỏ Trương Viễn. Ngoại trừ thực lực thì có lẽ nguyên nhân lớn nhất khiến Thiên Kiếm Tông đã phái hắn ta dẫn dắt các đệ tử nội môn đến đây rèn luyện là bởi vì tâm tính. Phải chăng ngươi sẽ đồng hành với chúng ta trong chuyến đi đến cổ mộ tại Biển Trăng Khô, Trương Viễn nhìn Lâm Nhất, khẽ cười nói. Lâm Nhất đáp lại, có lẽ. Vậy đến khi đó cùng hỗ trợ lẫn nhau, lần này cổ mộ hiện thế đã kinh động đến không ít thế lực cấp bá chủ. Khách sáo rồi, trò chuyện được một lúc thì Lâm Nhất chắp tay chào từ biệt. Thấy thế, Mục Tuyết vội đuổi theo, có vẻ như có điều gì đó cần nói. Trương Viễn dõi mắt nhìn theo bóng lưng hai người, thầm nghĩ cái người tên Lâm Nhất này quả thật bất phàm. Không nói đến thực lực và thiên phú. Chỉ riêng phong thái và sự tỉnh táo này đã là hiếm thấy trong thế hệ cùng tuổi. Nếu đổi lại là người khác, có thể đánh bại loại yêu nghiệt như Tào Trấn thì không biết sẽ kiêu căng đến mức nào. Không thể khinh thường người này, mãi một lúc lâu sau, Trương Viễn mới khẽ cười nói. Vậy à, ta thấy cũng không có gì hơn, chưa chắc hắn ta tài giỏi như vậy.
có lẽ đánh bại Tào Trấn chỉ là may mắn mà thôi, hiển nhiên, Mục Trần không phục với đánh giá của Trương Viễn về Lâm Nhất. Trương Viễn chỉ cười mà không nói gì thêm. Mục Tuyết đuổi theo Lâm Nhất, nàng ta quan sát hắn rất lâu, thấy hắn mãi vẫn không nói gì, đành bất đắc dĩ cười nói, Lâm Nhất, người có biết người vừa nãy bị một quyền đánh bay là ai không? Đó là nhân tài kiệt xuất đứng thứ ba nội môn Thiên Kiếm Tông đấy. Tông môn đặt kỳ vọng vào hắn rất nhiều, đây là lần đầu ta thấy hắn chịu thiệt lớn như vậy bởi người đồng lứa. Không hứng thú, ta quan tâm đến Trương Viễn hơn, Lâm Nhất nói ra suy nghĩ của mình. Hi hi, người đúng là có mắt nhìn, chỉ có đệ tử cốt cán của Thiên Kiếm Tông mới có tư cách tu luyện đại diễn kiếm quyết. Đại diễn kiếm quyết của Trương Sư Huynh đã tu luyện đến tầng 8, trong hàng ngũ đệ tử cốt cán, Huynh ấy đã xếp ở những thứ hạng đầu. Dù chưa có tên trên bảng Long Vân, nhưng không hề thua kém bao nhiêu so với 60 người có tên trên bảng đâu đấy. Nhắc đến Trương Viễn, Mục Tuyết thể hiện sự kính trọng rõ rệt. Đại diễn kiếm quyết. Quả nhiên không thể xem thường nội tình của thế lực cấp bá chủ, e là đại diễn kiếm quyết này rất lợi hại. Lúc sắp đến nơi ở của Lâm Nhất, Mục Tuyết có hơi do dự, dường như muốn nói điều gì đó. Thấy thế, Lâm Nhất cười nói, có phải là Trương Viễn muốn cô chuyển lời gì đó cho ta, nhưng cô ngại, đúng không? Mục Tuyết thoáng sững sờ rồi cười gượng và nói, đúng là không thể gạt được ngươi, sư huynh Trương Viễn muốn tiến cử ngươi gia nhập Thiên Kiếm Tông. Hiện tại, chỉ còn khoảng 9 tháng nữa là bắt đầu quần long thịnh yến, các đại tông môn đều khao khát tìm được yêu nghiệt, hòng tranh một vị trí trên bảng Long Vân. Việc ngươi đánh thắng Tào Trấn đã khiến rất nhiều trưởng lão của Thiên Kiếm Tông cảm thấy hứng thú, trên thực tế, bản thân ngươi vốn là kiếm khách mà. Tuy nhiên, nàng ta dừng lại một chút rồi nói tiếp bằng giọng dí dỏm, tuy nhiên, ta biết tính của ngươi, chắc là ngươi sẽ không đáp ứng đâu, nhưng ta vẫn phải chuyển lời. Quyết định như thế nào thì tùy ngươi vậy. Sau khi tiếp xúc tại cuộc chiến giữa năm thư viện, nàng ta cũng hiểu khá rõ về Lâm Nhất. Nhớ lại dáng vẻ sư huynh Trương Viễn vô cùng tự tin, lại nghĩ đến thái độ cố chấp và kiên trì của Lâm Nhất, Mục Tuyết cảm thấy việc này gần như không có khả năng. Ta đã biết, quyết định của ta giống như lời cô nói, Lâm Nhất khẽ gật đầu và đáp. Hi hi, vậy ta đi trước, 5 ngày sau gặp. Mục Tuyết mở to mắt, cười nói, ta tin ngươi sẽ không bỏ lỡ chuyến đi đến cổ mộ lần này. Đêm tàn, trăng sáng sao thưa. Ngọn đèn dầu chập chờ trong gian phòng mờ tối, Lâm Nhất ngồi khoanh chân tu luyện, hai mắt hắn nhắm nghiền, linh khí thiên địa không ngừng rót vào cơ thể hắn. Tử diên kiếm quyết lẳng lặng vận chuyển, trên mặt đất có một đóa hoa tử diên màu bạc nở rộ. Nó đang điên cuồng cắn nuốt và luyện hóa linh khí. Sau mấy canh giờ tu luyện, Lâm Nhất mới từ từ mở mắt ra, thở hắt ra một hơi, vẻ mặt hắn như có điều gì đó suy nghĩ. Hắn có thể cảm nhận được tu vi của bản thân đã ở cảnh giới âm huyền đỉnh phong và không cách nào tiến thêm được nữa. Hiện tại, chỉ có thể chờ đợi một cơ hội để đột phá lên cảnh giới dương huyền, từ đó nâng tu vi lên một bậc. Như Trương Viễn đã nói, cổ mộ lần này sẽ hấp dẫn cao thủ từ khắp các nơi kéo đến, tất nhiên khó tránh khỏi một trận long tranh hổ đấu. Tuy nói với thực lực bây giờ, Lâm Nhất có đủ tự tin để ứng phó đại đa số đối thủ. Thậm chí hắn có thể đấu một trận với những tên nhân tài kiệt xuất trên bảng Long Vân, thế nhưng cũng chỉ là đấu một trận, vẫn còn chưa đủ. Trước khi khởi hành, hắn phải cố sức tăng thực lực, tu vi không thể tiến bộ được nữa nhưng tử diên kiếm quyết thì chưa hẳn. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lâm Nhất bỗng lóe sáng. Hắn liễn duỗi tay vỗ lên túi trữ vật một cái, ngay lập tức, một bông hoa kỳ lạ dường như được cô đọng từ lửa xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Ngọn lửa nhảy múa linh hoạt, phát ra hào quang cực kỳ chói mắt. Nếu tập trung nhìn kỹ, có thể thấy được đóa hoa này ẩn chứa linh dịch tinh luyện, chúng tràn ngập trong hoa và lá, không ngừng di chuyển, hệt như ngọn lửa đang chập chờn. Ánh sáng vẫn luôn nhảy nhót kia chứa năng lượng thuộc tính hỏa cực kỳ dồi dào và hùng hậu, vô cùng to lớn. Hắn vốn định đợi sau khi đột phá lên cảnh giới dương huyền mới luyện hóa đóa hoa này, nhưng hiện tại đã không còn cách nào khác. Tuy nhiên, không thể luyện hóa hết, lấy một cánh hoa là được. Nếu luyện hóa hoàn toàn thì đến khi đột phá cảnh giới dương huyền, e là được không bù mất. Theo như lời Mặc Linh, đến cảnh giới dương huyền sẽ không còn khả năng hấp thu nước huyền âm được nữa,
đây cũng chính là nguyên do lớn nhất khiến hắn tiến vào cổ mộ. Lâm ngất ngắt một cánh hoa xuống, ngửi được hương thơm lạ lùng, mặt hắn lộ vẻ thoải mái, khẽ gật đầu. Thiên tài địa bảo bực này quả thật rất cao cấp, chỉ một cánh hoa thôi đã có thể so với linh dược tứ phẩm rồi. Sau khi vận chuyển kiếm quyết một vòng, Lâm nhất không chút do dự há miệng nuốt cánh hoa kia. Ầm. Vừa vào miệng, cánh hoa bỗng chốc hóa thành một dòng nước lũ vô cùng vô tận, với khí thế to lớn, nó dũng mãnh tràn vào 10 huyền mạch trong cơ thể và từ từ dung hợp với chân nguyên được cô đọng từ kiếm quyết. Đóa hoa tử diên màu bạc ở tử phủ lập tức nở bung ra, tham lam hút lấy lực lượng đến từ cánh hoa này. Với quá trình luyện hóa gần như cuồng bạo này, hoa tử diên bắt đầu tỏa ra từng tia hào quang bằng mắt thường có thể thấy được. Nhưng những cánh hoa này lại hệt như vực thẳm vậy, bất kể năng lượng hỏa có tuôn vào như dòng nước lũ thì cũng không cách nào lấp đầy được. Nhưng theo thời gian, có thể cảm nhận được rất rõ đóa hoa tử diên trong tử phủ đang từ từ tăng trưởng. Chân nguyên ẩn chứa bên trong nó sôi trào, dần trở nên cô đọng và dồi dào. Lâm nhất phải mất 2 ngày mới có thể luyện hóa hoàn toàn cánh hoa hỏa ngục này. Khi một giọt năng lượng thuộc tính hỏa cuối cùng được hấp thu, đóa tử diên vốn đã yên tĩnh ở tử phủ từ lâu bỗng nhiên chấn động. Ông, ông! Cánh hoa run lên từng hồi, phát ra tiếng long cong hệt như tiếng kiếm ngân, để lộ sức mạnh mênh mông cuồn cuộn và rộng lớn, như có thiên quân vạn mã đang lao nhanh đến. Thoáng chốc, hoa tử diên xuất hiện thêm một cánh hoa, đạt đến 83 cánh hoa. Tử phủ màu bạc lập tức sôi trào mãnh liệt, cứ như núi lửa bộc phát. Giờ phút này, tử phủ được tạo thành từ nguyên dịch bao la bắt đầu ầm ầm gợn sóng, từng con sóng dữ tợn ào ào đánh úp đến. Lâm nhất mở mắt ra, ánh mắt lóe sáng như đá quý, một luồng ánh sáng lạnh lẽo và sắc bén bắn vọt ra. Tử diên kiếm quyết lại tiến bộ thêm một bậc nữa. Mặc dù chỉ cần thêm một cánh hoa, nhưng Lâm nhất biết một bước tiến bộ nhỏ để đạt tới tử diên kiếm quyết tầng 10 này có ý nghĩa như thế nào. Nó không khác gì võ giả bình thường thăng cấp từ cảnh giới âm huyền lên cảnh giới dương huyền, thậm chí còn hơn nữa. Chân nguyên cuồn cuộn chảy xuôi trong huyền mạch còn cô đọng và hùng hậu hơn trước đó gấp 2 lần, Lâm nhất cười nhẹ. Tử diên kiếm quyết. Công pháp đặc biệt do tử diên kiếm thánh để lại này quả nhiên càng lên cao càng lộ ra bản tính hung tàn. Lâm nhất nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, chậm rãi đứng lên, bây giờ mình đã có thực lực như thế này, khi gặp các nhân tài trên bảng Long Vân mới coi như chân chính đủ tư cách đánh một trận. Hắn nói là đánh một trận, không phải gắng gượng chống đỡ, có thể là rút lui, cũng có thể là chiến thắng. Có điều phải chuẩn bị thêm một con át chủ bài nữa. Bất cứ lúc nào cũng phải tính đến khả năng xấu nhất, át chủ bài thì không bao giờ ngại nhiều. Lâm nhất ra khỏi phòng tu luyện, đi thẳng vào thư viện tìm 9 cuộn tranh trắng, sau đó lấy bút linh văn ra. Hắn muốn vẽ một bức hỏa phượng liễu nguyên đồ, một bức hỏa phượng liễu nguyên đồ sẽ khiến cho Mạc Linh và tất cả mọi người chấn động. Trong lúc đặt bút vẽ, hắn nhẩm niệm, hồn ấn phượng vũ ở huyền cung lặng lẽ nở rộ rồi bùng lên ngọn lửa vàng. Một ngọn lửa thần văn mỏng manh lập tức phủ kín cuộn tranh, mỗi nét bút nét vẽ đều ẩn chứa lửa thần văn, dù rất yếu. Nhưng nếu chúng hội tụ lại thành một bức tranh hoàn chỉnh sẽ như thế nào? 2 ngày sau, tin tức về cổ mộ tinh quân truyền khắp thành U Châu với tốc độ như lửa cháy lan ra đồng cỏ. Trong tích tắc, thành U Châu vốn đã náo nhiệt lập tức trở nên cực kỳ sôi động. Vừa nghe tin, tất cả mọi thế lực, từ bá chủ Huyền Dương Điện cho đến các tán tu giải rác khắp nơi đều ngay tức khắc hành động, tiến về biển Trăng Khô. Mộ của cao thủ cảnh giới tinh nguyên có sức cám dỗ rất lớn đối với tất cả các võ giả, sức cám dỗ này khiến người ta không cách nào từ chối được. Cao thủ cảnh giới tinh nguyên được gọi là tinh quân. Ở cổ vực Nam Hoa, tinh quân hiếm gặp như lông phượng của ấu, mà mộ tinh quân trong biển Trăng Khô rất có thể đã tồn tại từ thời thượng cổ. Tinh quân thời thượng cổ. Tinh quân trong thời đại hoàng kim của võ đạo, nói ra không hề khoa trương chút nào, có lẽ chỉ cần một ngón tay là có thể nhẹ nhàng giết được tinh quân thời nay. Người thường không thể tưởng tượng ra được sự chênh lệch ấy. Nếu như nhận được truyền thừa, có được công pháp và võ kỹ mà vị tinh quân này để lại, trong nháy mắt có thể một bước lên trời. Nếu không, chỉ cần có được vài món di bảo thượng cổ thì cũng có thể dựa vào chúng để trở thành cao thủ một phương.
khi thành U Châu đang dần trở nên náo nhiệt, cuối cùng Lâm Nhất cũng vẽ xong bức hỏa phượng liễu nguyên đồ. Hắn đã vẽ bức linh đồ tam phẩm hỏa phượng liễu nguyên đồ xếp hạng 10 vị trí đầu này mất 2 ngày, có thể nói là cực kỳ vất vả. Nhưng khi nhìn thấy 9 cuộn tranh ghép lại với nhau, trên khuôn mặt hơi mệt mỏi của Lâm Nhất lộ ra nụ cười hài lòng. Bù! Một bàn tay trắng noãn thò ra từ ống tay áo màu xanh rồi phất lên, 9 cuộn tranh đều cuộn lại. Lâm Nhất cẩn thận cất kỹ chúng. Cuối cùng cũng xong việc. Coi như đã có thêm một con át chủ bài mạnh cho chuyến đi đến cổ mộ, một tia sáng xẹt qua trong mắt Lâm Nhất. Hắn không vội vàng đến quảng trường hỏa ngục tập hợp với những người khác. Sau khi ra khỏi sân, Lâm Nhất đi thẳng tới vườn thú của thư viện. Các đại tông môn đều có vườn thú của riêng mình, điểm khác biệt chỉ có chênh lệch phẩm cấp cao thấp. Lâm Nhất đến đây đương nhiên là để tìm ngựa huyết long. Vì tu hành ở thư viện, dắt ngựa huyết long theo thì không tiện lắm nên hắn đã thả nó ở vườn thú. Trong chuyến đi cổ mộ lần này cũng nên dắt nó ra ngoài dạo. Một lát sau, Lâm Nhất gặp quản sự của vườn thú. Vị quản sự kia vừa nhìn thấy Lâm Nhất liền hai mắt tỏa sáng, vội vàng lại gần cười bảo, Lâm công tử, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Trong khoảng thời gian này ngựa huyết long của ta có ổn không, Lâm Nhất hỏi. Vẻ mặt quản sự vườn thú trở nên cứng đờ, ông ta đưa tay ra đáp, ngươi tự đi xem đi, ta vừa mới cho nó ăn đan linh thú. Xem ra là có chuyện. Nhìn thấy vẻ mặt của quản sự, trong lòng Lâm Nhất liền có suy đoán, hắn bước tới thì thấy trong chuồng thú, ngựa huyết long đang ăn ngấu nghiến đan linh thú chất thành đống trước mặt nó. Miệng ngựa phồng cả lên, nhưng nó không nuốt vội mà từ từ nhai thật nhuyễn. Đôi mắt gian rảo đảo liên tục, Lâm Nhất vừa nhìn là biết nó muốn làm gì. Con ngựa này quá ham ăn, ta đã cho nó gấp đôi đan linh thú mà vẫn chưa đủ, phải ăn hết mới chịu dừng. Nó rõ ràng là một con ngựa, thế mà lại dọa người ta sợ chết khiếp. Lúc trước vườn thú có mấy con linh thú bá chủ đều ngoan ngoãn khuất phục nó. Quản sự vườn thú đứng bên cạnh kể, liên tục tấm tắc lấy làm lạ. Lâm Nhất hơi xấu hổ, hắn biết đan linh thú là một loại đan dược khá quý, chỉ có tông môn cấp bậc bá chủ mới sử dụng để nuôi linh thú và yêu thú. Về phần thư viện thiên phủ, bản thân họ đã là thế lực bồi dưỡng huyền sư nên mới có tài lực như vậy. Thảo nào con ngựa huyết long này vui đến mức quên cả trời đất, không chịu đi đâu, hóa ra là trở thành chúa tể của vườn thú này. Hắn nói thời gian này đã làm phiền rồi. Ha ha, Mạc Linh tiểu thư đã dặn dò trước về chuyện của Lâm công tử, phải chiếu cố thật tốt, ta cũng không dám lề mề. Hơn nữa Lâm công tử còn có ơn với thư viện, chút chuyện nhỏ này không đáng nhắc tới, quản sự vườn thú mỉm cười đáp, không có quá nhiều ý trách móc. Lâm Nhất ngẩng đầu lên thì thấy trong chuồng thú, ngựa huyết long đang ung dung bước lại gần một con sư tử tử văn. Con sư tử khổng lồ bị ngựa huyết long đá mạnh vào mông, nó lập tức run rẩy tránh sang một bên. Ngựa huyết long chậm rãi ăn đan linh thú ngay trước mặt nó, con sư tử tử văn nhìn mà chảy nước dãi đầy đất nhưng không dám lên tiếng. Lâm Nhất khẽ lắc đầu, cong ngón tay búng ra. Bù! Một tia kiếm quang bắn vào người ngựa huyết long, nó lập tức nhảy cẫng lên, ngay sau đó nổi cơn giận. Nhưng khi nhìn thấy là Lâm Nhất, nó lập tức nở nụ cười lộ hai hàm răng quen thuộc. Trong quảng trường hỏa ngục của Linh Mộc Phong, nhóm người Trương Viễn, Mục Trần của Thiên Kiếm Tông đã đến từ sớm, ngoài ra còn có ba nữ tử Liễu Vân Yên, Mục Tuyết và Mạc Linh cùng với trưởng lão Đường Du của thư viện cũng ở đây. Một hàng người đã đến đây từ rất lâu nhưng lại không hề vội vàng khởi hành. Cuối cùng, Mục Trần có chút mất kiên nhẫn nói, tên này rốt cuộc là có đến hay không? Ta đã từng nghe qua trong thành U Châu này hắn có không ít kẻ thù. Lầu huyết phú thậm chí còn phát lệnh truy nã với hắn, chẳng lẽ là sợ cho nên không dám đến nữa rồi. Mạc Linh liếc mắt nhìn người này nói bằng giọng nhàn nhạt, có thể sẽ không đến, nhưng tuyệt đối không phải vì sợ mà không đến. Vậy sao, Mục Trần như cười như không nói một câu, đầy vẻ nghi ngờ. Liễu Vân Yên bất mãn nói, ngươi có ý gì? Nếu không muốn đợi có thể đi trước. Đến rồi. Đúng vào lúc Mục Trần kia còn định nói thêm gì đó thì từ phía xa có một người một ngựa đang từ từ đi tới. Trương Viễn đánh giá Lâm Nhất một lượt, chốc lát sau tầm mắt chuyển đến trên người huyết long mã,
lập tức đáy mắt lóe lên vẻ khác lạ. Chuyến này đi đến biển trăng khô đường xá xa xôi, mọi người đều có yêu thú tuấn mã phẩm cấp không thấp. Nhưng so với huyết long mã của Lâm Nhất thì rõ ràng là không bằng, hơn nữa huyết long mã này dường như có vẻ rất hung hãn. Loại khí thế hung bạo này rất hiếm khi được nhìn thấy trên người một con ngựa. Sau khi Lâm Nhất đến, hắn chào hỏi mọi người xong rồi mới hành lễ với tiền bối Đường Du. Trưởng lão Đường Du khẽ gật đầu, sau đó nói, một lúc nữa chúng ta sẽ bắt đầu xuất phát, có vài lời lão phu muốn nhắc nhở mọi người một chút. Biển Trăng Khô là chiến trường thượng cổ, thường sẽ có di tích thượng cổ xuất hiện, vốn dĩ nó đã được coi như một vùng cấm địa tương đối nhiều nguy hiểm. Cho dù là kẻ mạnh cảnh giới âm dương cũng có không ít người phải chết trong đó. Lần này xuất hiện mộ cổ tinh quân, các phương ắt sẽ nghe tin mà phái người đến, chỉ e sẽ càng nguy hiểm hơn. Đây cũng coi như lời cũng nhắc lại, Biển Trăng Khô kia vốn dĩ nằm trong cổ vực Nam Hoa, nguy hiểm nhưng vô cùng nổi tiếng. Nếu không như vậy thì thông tin về mộ cổ mới lộ ra mà tất cả mọi người trong cổ vực Nam Hoa đều đã biết đến. Nguy hiểm trong đó chỉ e là còn khủng khiếp hơn nhiều so với những gì mà trưởng lão Đường Du nói. Sau khi nghe xong lời dặn dò này, tất cả mọi người lập tức xuất phát, Thư viện Thiên Phủ cũng đầu tư không ít cho chuyến đi lần này. Ngoài tiền bối Đường Du vốn có thực lực cảnh giới thiên phách trấn thủ ra, còn có hơn 10 trưởng lão cảnh giới âm dương của tử phủ, đội ngũ này coi như khá hoành tráng. Chuyến đi đến Biển Trăng Khô ngoài sự nguy hiểm bên trong mộ cổ ra, cả trên đường đi cũng nguy hiểm không kém. Cho nên đội hình như vậy là hoàn toàn cần thiết. Nếu như có xảy ra xung đột với những thế lực khác, không có kẻ mạnh cảnh giới thiên phách trấn thủ thì cho dù có là đệ tử của Thiên Kiếm Tông cũng khó tránh được phải chịu thiệt thòi. Mộ cổ tinh quân không chỉ thu hút thế lực các phương còn có rất nhiều tán tu nắm được tin tức mà chạy đến. Những tán tu này không thiếu kẻ chuyên làm chuyện độc ác, bọn họ vốn dĩ đã bị các tông môn phát lệnh truy nã cho nên cũng không lo lắng đoạt thêm vài cái mạng của đệ tử tông môn nữa. Chỉ cần có lợi thì việc giết người đoạt bảo chẳng có gì mà bọn họ không dám làm. Hai canh giờ sau, một hàng người đã đi đến vùng biên của sơn mạch phía ngoài thành, đây là sơn mạch Viêm Vân. Muốn đi đến Biển Trăng Khô thì buộc phải đi qua sơn mạch này, mấy ngày gần đây vì chuyện cổ mộ nên sơn mạch Viêm Vân đã nhộn nhịp hẳn lên. Sơn mạch Viêm Vân trải dài khắp mấy châu, không chỉ là sơn mạch thứ nhất trong thành U Châu mà còn là một trong những sơn mạch hàng đầu của cả cổ vực Nam Hoa. Địa vực của sơn mạch rất rộng, bên trong đó cũng có vô số yêu thú hung hãn, trong lời đồn đã từng có kẻ mạnh cảnh giới thiên phách chết trong sơn mạch, tương đối là quái dị. Ngày thường, ngoài những võ giả không biết sợ là gì chuyên đến thám hiểm trong Biển Trăng Khô thì có rất ít người đi sâu vào trong núi này. Bây giờ sự yên tĩnh này đã bị phá vỡ từ lâu. Nhóm người Lâm Nhất chỉ ở bên rìa của sơn mạch mà đã nhìn thấy rất nhiều bóng người đang ùn ùn đi vào bên trong núi. Không hề nghi ngờ, đích đến của những người này cũng là Biển Trăng Khô, đến vì mộ cổ của tinh quân. Chỉ là trong số đó có bao nhiêu người có thể bước ra khỏi sơn mạch thì thực sự không thể nói trước được. Có kẻ mạnh cảnh giới thiên phách trấn thủ cũng không thể đảm bảo sẽ không thể xảy ra sai sót, chứ đừng nói là không có. Nếu tính toán kỹ càng thì ít nhất phải có 1/3 số người sẽ chết trong sơn mạch Viêm Vân nguy hiểm này. Là người của Thư viện Thiên Phủ. Thiếu niên áo xanh kia chính là Lâm Nhất dạo gần đây đang vô cùng nổi bật đúng không? Bên cạnh lại còn có cả người của Thiên Kiếm Tông, đến tiền bối Đường Du cũng được phái ra cùng, đội hình thật hoành tráng. Đội hình bên phía Lâm Nhất vô cùng hoành tráng, lại có kẻ mạnh thiên phách trấn thủ, muốn không gây sự chú ý cũng khó. Một khi xuất hiện lại càng thu hút ánh mắt từ khắp bốn phía, vô số người đều quay lại nhìn. Trong đó có không ít ánh mắt đều tập trung lên người Lâm Nhất, sau cuộc chiến giữa năm thư viện, danh tiếng của hắn đã truyền ra khắp cả thành U Châu. Lâm Nhất tương đối bình tĩnh đối diện với tình huống này, trái lại Mục Trần kia lại bĩu môi nhỏ giọng lầm bầm mấy câu. Thiếu niên độ tuổi này thích nhất là so sánh, thấy tên của Lâm Nhất được nhiều người biết đến như thế làm trong lòng thiếu cảm thấy có chút không vui. Mục sư đệ, mặc kệ hắn. Tên này cũng chỉ được nhờ vì cái tên của Tào Thần mà thôi. Đúng, nếu không phải may mắn chiến thắng Tào Thần thì ai biết đến hắn chứ? Đệ sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua hắn, người từ đế quốc Đại Tần đi ra,
làm sao có thể so sánh được với Thiên Kiếm Tông chúng ta. Mấy đệ tử nội môn của Thiên Kiếm Tông có mối quan hệ khá tốt với nhau đứng bên cạnh, thấy vậy nhỏ giọng nói. Trương Viễn ở đội ngũ đi phía trước quay đầu lại liếc nhìn thì đám người này mới dừng lại không nói tiếp nữa. Mục Tuyết rõ ràng có vẻ xấu hổ, dù gì nàng ta cũng là đệ tử của Thiên Kiếm Tông, nhưng đám sư huynh đệ này lại giống như nàng ta lúc đầu khi gặp Lâm Nhất, đều mang vẻ khinh thường hắn. Nàng ta len lén liếc sang Lâm Nhất, phát hiện đối phương vẫn rất bình tĩnh, không hề bị dao động. Mới thở phào một hơi, trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy lo lắng, mấy người này đừng có cho rằng Lâm Nhất không biết nổi giận. Nàng ta đã từng chứng kiến phong thái của thiếu niên này lúc nổi giận chém chết ba người. Loại sát phạt quyết đoán này, những người kia tuyệt đối sẽ không hy vọng rơi lên đầu bọn họ. Sơn mạch Viêm Vân cực kỳ nhiều yêu thú, nguy hiểm trùng trùng. Nhưng mà những yêu thú này khi so sánh với đội ngũ bên phía Lâm Nhất thì cũng chẳng đáng là gì. Thậm chí không cần đến tiền bối Đường Du cảnh giới thiên phách phải ra tay. Chỉ dựa vào nhóm Mạc Linh và Trương Viễn đã đủ để dễ dàng giải quyết sạch. Đám người Mục Trần của Thiên Kiếm Tông dường như rất hít ra ngoài trải nghiệm tu luyện, trong sơn mạch Viêm Vân này tỏ vẻ vô cùng hưng phấn. Chỉ cần thoáng có chút cơ hội thì sẽ lập tức chạy ra chém giết. Đối với Lâm Nhất mà nói, cũng chẳng có mấy hứng thú. Hắn trải nghiệm tu luyện quá nhiều rồi, nếu như không cần thiết thì dường như chẳng ra tay mấy. Đội ngũ cứ như vậy bá đạo tiến thẳng về phía trước, đến khi vào sâu bên trong sơn mạch Viêm Vân thì mới giảm dần tốc độ. Giữa bầu trời mây đen giăng kín, môi trường khắc nghiệt, yêu thú bọn họ gặp phải cũng càng lúc càng khủng khiếp. Ngoại trừ tiền bối Đường Du ra, những trưởng lão cảnh giới âm dương kia đều đã lần lượt thỉnh thoảng phải ra tay. Lâm Nhất cũng coi như được mở mang tầm mắt, lần đầu tiên được nhìn thấy thực lực mạnh mẽ của võ giả cảnh giới âm dương. Có rất nhiều yêu thú khiến hắn phải kiêng dè mà chỉ trong mấy chiêu đã bị gạ gục bởi những trưởng lão cảnh giới âm dương này, quả thực vô cùng khủng khiếp. Ba cảnh giới lớn của Tử Phủ là cảnh giới âm huyền, cảnh giới dương huyền, cảnh giới âm dương. Lâm Nhất bây giờ mới là cảnh giới âm huyền đỉnh phong viên mãn, đã chạm được đến ranh giới của cảnh giới dương huyền, khoảng cách so với cảnh giới âm dương còn một quãng đường dài phải đi nữa. Trong lời đồn, võ giả đạt đến cảnh giới âm dương thì võ hồn của họ sẽ xảy ra đột biến, cực kỳ mạnh mẽ. Đến cảnh giới này, võ hồn sẽ trở nên vô cùng quan trọng, một võ hồn lớn mạnh có thể mang đến lực chiến đấu khủng bố cho người đó. Mà tu luyện võ hồn cũng là điểm mấu chốt để đột phá cảnh giới thiên phách. Năm ngày sau, đội ngũ hoành tráng lần đầu tiên gặp phải trở ngại trong sơn mạch Viêm Vân. Mấy vị trưởng lão cảnh giới âm dương lần lượt ra tay. Thậm chí đã kết hợp với nhau mà vẫn bị đánh bật ra ngoài, trông khá chật vật. Nếu cứ tiếp tục tấn công như vậy thì e là sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Cuối cùng do tiền bối Đường Du ra tay, dùng một đòn tấn công sấm sét đã chém chết yêu thú chiếm cứ chỗ này. Đây là lần đầu tiên Lâm Nhất được nhìn thấy cảnh giới thiên phách thực sự ra tay giết chết kẻ địch mạnh mẽ mà trong lòng rung động không thôi. Thủ đoạn cỡ này thực đáng sợ. Những trưởng lão cảnh giới âm dương kia mặc dù cũng rất mạnh nhưng Lâm Nhất vẫn tin là hắn có thể miễn cưỡng đối phó được. Nhưng kẻ mạnh cảnh giới thiên phách thì Lâm Nhất tự thấy mình không thể đỡ nổi một chiêu của họ, cho dù dùng thân pháp để liều mạng tránh đi cũng rất khó để nắm được có thành công hay không. Dừng chân ở chỗ này cũng là vị trí tuyệt vời. Vốn dĩ ở đây là lãnh địa của một yêu thú bá chủ, những yêu thú khác cũng không dám đến đây quấy nhiễu, cực kỳ an toàn. Hơn nữa nơi đây bao hàm thiên địa linh khí dồi dào, cũng là nơi phong thủy bảo địa hiếm thấy từ lúc bọn họ đi vào sơn mạch đến nay, vừa hay có thể dùng để bổ sung những tiêu hao trong mấy ngày hôm nay. Mục Trần đi lên trước hỏi, Đường lão, chúng ta khởi hành vốn đã hơi muộn, bây giờ lại dừng thì bên phía cổ mộ có bị người khác đến trước một bước cướp mất không? Mục Trần có vẻ khá là kính sợ tiền bối Đường Du, nhất là lúc nãy sau khi chứng kiến Đường lão ra tay. Vẻ mặt càng cung kính hơn nhiều. Tiền bối Đường Du khẽ cười nói, yên tâm, biển trăng khô kia bão cát suốt năm, mỗi một tháng đều chỉ có mấy ngày cố định mới có thể miễn cưỡng đi vào. Cho dù thực sự có người không sợ chết mà muốn đi vào trước, muốn tìm được cổ mộ trong biển trăng khô thì cũng không phải chuyện ngay lập tức có thể tìm được. Biển trăng khô này kỳ lạ như vậy sao? Mục Trần không hiểu hỏi.
Đường lão nói bằng giọng nhàn nhạt, đợi ngươi đến rồi ắt sẽ hiểu, chữ biển trong biển trăng khô chẳng phải hư danh đâu, sóng cắt như sóng biển, phương hướng thỉnh thoảng lại thay đổi. Có lúc ngươi thậm chí không hề di chuyển lại sẽ bị biển cát di chuyển đưa đến chỗ nào không biết. Nhưng cũng không phải đến mức không hóa giải được, đợi sau khi đến đó rồi ta sẽ lại nói kỹ hơn với ngươi. Biển cát di chuyển. Trong lòng Lâm Nhất như có điều suy nghĩ, biển trăng khô này vậy mà cũng khá thú vị, hắn trải nghiệm tu luyện dù nhiều nhưng còn chưa từng đi đến biển cát. Chuyến đi đến cổ mộ phủ này đúng là phải học hỏi cho thật kỹ mới được. Màn đêm dần buông xuống, sâu trong sơn mạch Viêm Vân lại càng trở nên âm trầm, có một loại cảm giác áp lực nặng nề đè nén trong lòng tất cả mọi người. Nơi rất sâu bên trong núi thỉnh thoảng truyền đến âm thanh gào rú của dã thú, đều khiến mọi người thấp thỏm không yên, không dám thực sự nghỉ ngơi an thần. Xoạt xoạt. Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, rồi đến những tiếng cành cây bị giẫm gãy nát cho thấy số người của đội ngũ đang lại gần này không hề ít. Trong sơn mạch Viêm Vân, số đoàn người mà bọn họ gặp phải không ít, nhưng cũng vì có đường lão trấn thủ nên không có ai dám chọc vào họ. Nhưng hình như lần này không giống, tiếng bước chân kia càng lúc càng rõ ràng, không bao lâu sau một nhóm người hoành tráng đã xuất hiện trước mắt bọn họ. Mạc Linh ngẩng đầu lên nhìn, sắc mặt thoáng đổi. Liễu Vân Yên thất thanh nói, là người của Phủ Tam Tuyệt và Lầu Huyết Vũ, hai nhóm người này lại đi cùng với nhau. Phủ Tam Tuyệt và Lầu Huyết Vũ cũng giống với Thư viện Thiên Phủ, đều nằm trong năm đại thế lực cấp bá chủ của thành U Châu. Trong đó Lầu Huyết Vũ và Thư viện Thiên Phủ trước nay vẫn luôn bất hòa, thù hận tương đối sâu. Về điểm này, trong cuộc tranh đoạt Kim Liên Tử Hỏa Lâm Nhất sớm đã được lĩnh giáo qua. Lâm Nhất như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu lên nhìn liền đối diện với một nhóm người, người đi đầu là hai thanh niên. Tu vi đều ở cảnh giới Dương Huyền viên mãn, cả thân phong mang sắc bén vô cùng. Bất luận là khí chất hay là thực lực đều có vẻ cực kỳ bất phàm, đứng trong đám đông cũng vô cùng nổi bật. Là Lãnh Hạo Vũ của Lầu Huyết Vũ và Lâm Chí Viễn của Phủ Tam Tuyệt. Liễu Vân Yên đang ở bên cạnh Lâm Nhất khẽ giọng nói, trong ánh mắt đầy vẻ kiêng dè với hai người này. Lâm Nhất cảm thấy hai cái tên này nghe khá là quen tai, chốc lát sau lập tức nhớ lại, là tứ đại thiên kiêu của thành U Châu. Trong thành U Châu, ngoại trừ đệ tử của Điện Huyền Dương, chọn ra bốn người đứng đầu trong bảng Long Vân và gọi bốn người này là tứ đại thiên kiêu. Trong đó, Lãnh Hạo Vũ của Lầu Huyết Phú xếp hạng cao nhất, hạng 87 bảng Long Vân. Còn Lâm Chí Viễn thì thấp hơn, xếp hạng 97 ở cuối cùng. Nhưng bất kể thứ hạng ra sao, nhân tài và yêu nghiệt ở cổ vực Nam Hoa vẫn nhiều không đếm xuể. Người tập võ nhiều như sao trời, những người có thể ghi tên mình lên bảng Long Vân đều đã từng đánh bại vô số người, thực lực không tầm thường. Lâm Nhất không kiêng dè người này lắm, hắn đưa mắt nhìn về phía sau, trong lòng lập tức ngạc nhiên. Lầu Huyết Vũ và Phủ Tam Tuyệt đều phái một cao thủ cảnh giới thiên phách đến tọa chấn, áp lực lần này sẽ khá lớn. Sơn mạch Viêm Vân rộng lớn thế này, tìm bừa một chỗ để cắm trại mà cũng có thể gặp được người của Thư viện Thiên Phủ, đúng là duyên phận. Mạc cô nương, lâu rồi không gặp. Lãnh Hạo Vũ của Lầu Huyết Vũ nhìn thấy nhóm Mạc Linh cũng kinh ngạc, nhưng trong mắt lại có vẻ khác thường thoáng qua. Mạc Linh lạnh lùng nói, ngại quá, chúng ta đến đây trước. Các người có thể rời đi. Thế giới này làm gì có cách nói đến trước đến sau. Nếu như vậy thì đám yêu thú chiếm giữ vùng bảo địa này đã không bị các cô giết rồi. Thanh niên bên cạnh Lãnh Hạo Vũ bâng quơ nhìn Mạc Linh, cười nhạt. Lầu Huyết Phú liên minh với Phủ Tam Tuyệt, ỷ người đông thế mạnh nên giọng điệu của hai người không mấy tốt lành. Bầu không khí căng thẳng lập tức bao trùm lên đám người Thư viện Thiên Phủ. Nếu chỉ xét về thực lực võ đạo, Thư viện Thiên Phủ đều thua hai thế lực này, huống hồ họ còn liên minh. Nếu đối phương nhất quyết đuổi người, có lẽ Thư viện Thiên Phủ phải cố mà nuốt trôi cơn giận này. Hình như hai vị có thành kiến với chúng ta thì phải. Lúc này Trương Viễn của Thiên Kiếm Tông bước lên trước, nhẹ giọng cười hỏi hai người nhóm Lãnh Hạo Vũ. Ngươi là cái thá gì, nơi này có chỗ cho ngươi lên tiếng à? Người không biết từ đâu xuất hiện này khiến Lâm Chí Viễn của Phủ Tam Tuyệt mất kiên nhẫn, lạnh giọng quát lớn. Hai phe gặp nhau, cao thủ cảnh giới thiên phách chưa ra mặt, hiện tại phần đàm phán do tiểu bối của họ đảm nhận,
hơn nữa còn là tiểu bối có địa vị, bỗng nhiên xuất hiện một người nói xen vào quả thật không biết phép tắc. Đáng tiếc, người này cũng không phải hạng xoàng, lần này Lâm Chí Viễn nổi cáu không đúng lúc lắm. Sư huynh của ta là đệ tử nòng cốt của Thiên Kiếm Tông, ngươi là cái thá gì chứ? Mục Trần đứng bên cạnh lạnh lùng lên tiếng, vẻ mặt của mấy tên đệ tử Thiên Kiếm Tông còn lại cũng trở nên khó coi. Lãnh Hạo Vũ và Lâm Chí Viễn khẽ biến sắc, khi nhìn thấy hoa văn trước ngực Trương Viễn, trong mắt họ đều thoáng qua vẻ kinh ngạc. Thế lực cấp bậc chuẩn bá chủ trung quy vẫn không phải bá chủ chân chính. Tuy Lâm Chí Viễn là nhân tài trên bảng Long Vân, nhưng hắn ta xếp hạng ở cuối cùng, chưa đủ tư cách không thèm để đệ tử nòng cốt của Thiên Kiếm Tông vào mắt. Xin lỗi vì vừa rồi đã đắc tội, tại hạ không có ác ý gì với Thiên Kiếm Tông, xin hỏi các hạ tên là gì? Lâm Chí Viễn đổi sắc mặt, cuối cùng vẫn chịu thua, chắp tay xin lỗi. Trương Viễn bình thản, cười nhạt, tại hạ Trương Viễn. Ta nói này hai vị, chúng ta còn chưa đến biển trăng khô, ngay cả bóng dáng của cổ mộ cũng chưa thấy, lúc này đâu đến mức phải ra tay đánh nhau chứ. Nếu chúng ta đã đến đây trước, hai vị nhường một chút thì có sao đâu. Coi như là nể mặt Thiên Kiếm Tông, hai vị tiền bối cũng không muốn xảy ra xung đột với chúng ta ở đây đâu đúng không? Sơn mạch Viêm Vân vô cùng rộng lớn, nhưng hay không nhường hoàn toàn là vấn đề mặt mũi. Trương Viễn hiểu rõ nên ánh mắt hắn ta lướt thẳng qua hai người, nhìn vào hai ông lão cảnh giới thiên phách ở đằng sau. Người trẻ tuổi nóng tính, để ý thể diện, nhưng đối với những lão giả này thì chưa chắc sẽ bốc đồng như thế. Nếu như trong cổ mộ thì việc tranh giành là nên làm, nhưng lúc này không có lý do gì đáng để ra tay đánh nhau cả. Các hạ nói có lý, chỉ là nơi cắm trại hoàn toàn không đáng để cao thủ cảnh giới thiên phách ra tay, mất thân phận lắm. Trương huynh, huynh thấy cách này thế nào? Lãnh Hạo Vũ im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, hắn ta tươi cười nói tiếp, hai phe phái một người ra, cả hai đều tung một chiêu. Người thắng sẽ ở lại, còn người thua, ta nghĩ là nên cút xa một chút sẽ tốt hơn, nếu Trương huynh không ngại thì đích thân ra tay cũng được. Hắn ta vẫn cười rất tươi, nhưng hàm ý trong lời nói lại không nể mặt chút nào, đặc biệt là câu cuối cùng tràn đầy thách thức. Nếu ngươi không để ý thì đích thân ra tay cũng được. Hắn ta đang ép Trương Viễn ra tay, hoàn toàn không sợ thân phận đệ tử nòng cốt Thiên Kiếm Tông của Trương Viễn, nói thẳng ra rằng ai thua thì cút. Ai thua thì cút. Khuôn mặt tươi cười kết hợp với những lời hùng hổ này khiến hắn ta trông rất đáng sợ. Lời thách thức đột nhiên xuất hiện này làm cho bầu không khí vừa nhẹ nhàng lại lập tức trở nên căng thẳng. Nếu là người khác dám nói chuyện kiểu này với đệ tử nòng cốt của Thiên Kiếm Tông thì chắc chắn sẽ là không coi ai ra gì, nhưng dù sao Lãnh Hạo Vũ cũng là nhân tài xếp hạng 87 trên bảng Long Vân, không thể không khiến người ta kiêng dè. Lâm Nhất đứng nhìn từ xa, trầm tư suy nghĩ, hắn cũng muốn xem Trương Viễn sẽ ứng đối ra sao. Đệ tử nòng cốt của thế lực cấp bậc bá chủ đối đầu với nhân tài trên bảng Long Vân, ai mạnh ai yếu quả thật làm người ta mong chờ. Trong lòng Trương Viễn hơi ngạc nhiên, ngoài mặt vẫn bình tĩnh cười nhẹ, ai thua thì cút hà. Ha ha, Lãnh huynh không cần phải hùng hổ, không để lại đường lui cho mình như vậy, chưa hẳn là chuyện tốt đâu. Không sao cả, dù cho bất cần thua thì cũng coi như là ta tự rước lấy nhục thôi. Dù sao cũng thua bởi đệ tử nòng cốt của Thiên Kiếm Tông. Không mất mặt lắm. Ý cười trên mặt Lãnh Hạo Vũ không giảm, nhưng hắn ta không hề đếm xỉa tới bậc thang mà đối phương dành cho hắn ta. Trương Viễn quay đầu lại nhìn tiền bối Đường Du, thấy ông ta gật đầu với mình, hắn ta mới đáp, nếu các hạ đã cố chấp như thế thì chứ làm vậy đi, cũng tốt hơn là để cả hai phe ra tay đánh nhau. Một chiêu quyết định thắng thua, ai thua người đó đi. Lãnh Hạo Vũ sải bước lên trước, hy vọng các hạ sẽ ứng phó toàn lực. Không che giấu gì, nếu không ta sẽ rất thất vọng. Một lát sau, mọi người lùi lại để nhường chỗ, hai người đứng cách nhau 10 bước, bắt đầu thủ thế. Đám người Lầu Huyết Vũ đều tỏ ra phấn khích, trong lòng họ khá ngạc nhiên, không ngờ Lãnh sư huynh lại thách đấu đệ tử nòng cốt của thế lực bá chủ. Nếu hắn ta thắng sẽ là một chuyện rất vinh dự. Giữa sân, chỉ sau chốc lát, trên người Trương Viễn đã tràn ngập khí màu tím. Luồng khí tím kia lượn lờ quanh người hắn ta, trông có vẻ lộn xộn, nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện những khí này tựa như kiếm quang đang dao động.
nếu ai có tu vi thâm hậu thì còn có thể nghe thấy tiếng va chạm leng keng phát ra từ làn khí kia. Người ta có câu không biết gì thì không sợ, kẻ yếu hoàn toàn không thể nhìn ra điểm mạnh của công pháp này, ngay cả âm thanh cũng không nghe thấy. Nhưng khi các cao thủ chân chính nhìn thấy luồng khí tím này, vẻ mặt họ đều biến đổi. Đệ tử nòng cốt của Thiên Kiếm Tông quả nhiên không có kẻ yếu. Lãnh Hạo Vũ thấy vậy bèn cười nhạt, trên người hắn ta đột nhiên xuất hiện khí lưu huyết sắc, những khí lưu này vô cùng sắc bén, khi va chạm với không khí còn phát ra tiếng cắt xoẹt xoẹt. Kiếm khí huyết sát. Mạc Linh nhỏ giọng nói một câu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Huyết sát kiếm quyết này của Lầu Huyết Vũ rất nổi tiếng trong thành U Châu. Nó có thể ngưng tụ kiếm khí huyết sát, ít nhất phải tu luyện kiếm quyết này đến tầng 7. Khi đánh nhau với người khác, kiếm quyết này có thể nhẹ nhàng xé rách chân nguyên của đối phương, có danh hiệu là hung ác sắc bén. Lãnh Hạo Vũ chọn một chiêu này để quyết định thắng thua, hiển nhiên đã có chuẩn bị trước. Vù! Lãnh Hạo Vũ chợt quát một tiếng, nhấc chân giẫm nát cành cây dưới chân, nhanh chóng xông tới như một tia chớp, ngay sau đó đưa tay tung một chưởng, tiếng xé gió chói tai lập tức vang vọng bốn phía. Khí thế cực kỳ sắc bén, còn chưa bắt đầu đã khiến người ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Cú đấm bao phủ bởi khí lưu huyết sắc kia tựa như cú đấm của yêu ma, dường như có thể đập nát cả núi sông. Trương Viễn bình tĩnh đưa tay ra đỡ, khác với khí thế bừng bừng của đối phương, khi hắn ta đưa tay ra không phát ra tiếng động nào, nhưng những nơi tay hắn ta đi qua, không khí đều sôi trào lên như nước sôi, dao động kịch liệt, không ngừng phát ra tiếng vù vù. Khi hai trưởng va chạm nhau, mấy trăm tia sáng tím quanh người Trương Viễn tập trung sau lưng hắn ta như những con đom đóm, biến thành ba thanh kiếm màu tím hạ xuống. Hai trưởng chạm nhau. Trong tiếng nổ rung trời, mặt đất lập tức nứt toác ra, kình đạo điên cuồng lan rộng ra, những cây cổ thụ chọc trời xung quanh lập tức bị nghiền thành bột phấn. Đối mặt với kình khí vô cùng sắc bén này, tất cả đệ tử của hai phe đều vận khí tung trưởng chắn trước người mình. Bùm, bùm, bùm. Khí lưu lan ra bị mọi người đánh vỡ, phát ra hàng loạt tiếng nổ thật lớn, thậm chí còn có rất nhiều người bị đánh bay, khá là chật vật. May mà đây chỉ là dư chấn. Lâm Nhất không ra tay, khi dư chấn sắp tới gần hắn thì như va phải một luồng kiếm thế vô hình, lặng lẽ tan đi. Vẻ kinh ngạc lướt qua trong mắt hắn, hai người này đều rất mạnh, thanh danh của Lãnh Hạo Vũ cũng coi như không phải là giả. Kể cả những người xếp hạng cuối bảng Long Vân cũng có thực lực không hề yếu. Hai người đều tung một chiêu, nhưng lại chưa thể quyết định được thắng bại, thực lực đều ngang ngửa nhau. Xoạt, xoạt, xoạt. Ở trung tâm cuộc đối đầu, cả hai người đều bị đánh văng ra xa, mỗi bước lùi đều để lại dấu chân thật sâu trên mặt đất, những người đứng trong phạm vi 1.000 mét đều ngả người theo. 8, 9, 10, 11, 12. Lâm Nhất đếm thật kỹ, Trương Viễn lùi lại tổng cộng 12 bước, còn Lãnh Hạo Vũ thì lùi 13 bước. Thắng bại đã rõ, đệ tử nòng cốt Trương Viễn của Thiên Kiếm Tông giành được thắng lợi với ưu thế hơn một chút. Không lâu sau, những người khác cũng đã nhìn ra ai thắng ai thua, vẻ mặt của các đệ tử Lầu Huyết Vũ hơi khó coi. Nét mặt Lãnh Hạo Vũ thay đổi liên tục, một lát sau hắn ta mới cười bảo, đại diễn kiếm quyết của Thiên Kiếm Tông quả nhiên danh bất hư truyền. Không biết khi đánh thật thì có thể chiếm được bao nhiêu ưu thế nhỉ? Chúng ta đi. Hắn ta nói rất khí thế, hoàn toàn không giống một kẻ thua cuộc chút nào. Chỉ là trước khi xoay người, hắn ta nhìn về phía Lâm Nhất, nhếch miệng nở nụ cười đầy ẩn ý. Lâm Nhất ngẩng đầu lên nhìn qua thì phát hiện trưởng lão cảnh giới thiên phách của Lầu Huyết Vũ hình như cũng nhìn lướt qua mình. Xem ra đám người này vẫn chưa quên chuyện hắn đã giết đệ tử thân truyền của U Vân Lão Quỷ. Nghe nói để nhận được truyền thừa quỷ đạo của U Vân Lão Quỷ, tất cả các đệ tử Lầu Huyết Vũ đều rất hứng thú với đầu của hắn. Trong doanh trại vang lên hàng loạt tiếng hoan hô, là đám người Mục Trần đang ăn mừng Trương Viễn chiến thắng. Có thể thắng Lãnh Hạo Vũ cảnh giới Dương Huyền viên mãn bằng tu vi cảnh giới Dương Huyền đại thành đỉnh phong, việc này không thể bỏ qua công lao của đại diễn kiếm quyết. Đại diễn kiếm quyết rất nổi tiếng ở cổ vực Nam Hoa, nó chính là niềm mơ ước của rất nhiều kiếm khách. So với những công pháp khác, hiển nhiên kiếm quyết là thích hợp nhất để kiếm khách tu luyện,
hiện nay chỉ có đệ tử nòng cốt của Thiên Kiếm Tông mới được tu luyện đại diễn kiếm quyết. Hôm nay được vinh hạnh nhìn thấy, quả nhiên cao minh. Tất nhiên, kiếm quyết mạnh đến đâu cũng phải nằm trong tay cao thủ chân chính mới có thể phát huy được phong thái của nó. Nếu là người khác thì chưa chắc có thể đánh bại Lãnh Hạo Vũ như Trương Viễn. Nhưng Lâm Nhất đã có Tử Diên kiếm quyết nên không hâm mộ chút nào. Không ngờ Lầu Huyết Phú lại liên minh với Phủ Tam Tuyệt, khi đến cổ mộ sẽ khá bất lợi cho chúng ta, cách đó không xa, đám người Liễu Vân Yên đang thảo luận về việc Lầu Huyết Phú và Phủ Tam Tuyệt liên minh với nhau. Trương Viễn bình tĩnh tiếp lời, không có gì bất ngờ, lần này có rất nhiều thế lực cấp bậc bá chủ đến cổ mộ, nhân tài trên bảng Long Vân cũng không ít. Với thực lực của họ sẽ không chiếm được lợi thế gì đâu, nếu không liên minh thì chắc ngay cả canh cũng không húp được. Một ý nghĩ vụt qua trong đầu Lâm Nhất, hắn liền nói, 10 người cao nhất sẽ đến à? Trương Viễn mỉm cười và nói với giọng chắc nịch, không đâu, càng xếp hạng phía sau trên bảng Long Vân thì càng háo hức đối với cổ mộ tinh quân này, còn 50 tên yêu nghiệt thuộc bảng trong chắc hẳn sẽ không xuất hiện, dù có thì cũng cực kỳ hiếm. Bảng Long Vân có tổng cộng 100 người, vị trí 50 là một rào cản, lọt vào 50 thứ hạng đầu và không lọt vào là hai cấp bậc hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy mới có người chia bảng Long Vân thành bảng trong và bảng ngoài. Bảng trong là để chỉ những tên yêu nghiệt lọt vào danh sách 50 thứ hạng đầu, còn bảng ngoài là để chỉ số còn lại. Theo như cách nói của Trương Viễn, phần lớn yêu nghiệt thuộc bảng trong có tu vi đạt đến cảnh giới âm dương, thậm chí 10 người đứng đầu đã gần tiếp cận cảnh giới thiên phách. Tu vi cao như vậy, nếu lại một lần nữa tu luyện truyền thừa khác, há chẳng phải được không bù mất sao? Nói chính xác hơn thì võ giả có thể lọt vào bảng trong đều là những đứa con của số mệnh, hoặc nhiều hoặc ít thì bọn họ đều có cơ duyên của mình. Truyền thừa mà bọn họ có được chắc hẳn không kém so với cổ mộ tinh quân, thậm chí còn vượt trội hơn. Nói đến tu luyện trong giới võ học thì không thể thiếu thiên phú, nghị lực, và số mệnh. Không phải ngẫu nhiên mà những cao thủ trẻ tuổi kia có thể đứng ở đỉnh cao tại cổ vực Nam Hoa, tất cả bọn họ đều có kỳ ngộ của riêng mình. Lâm Nhất cảm thấy rung động từ tận đáy lòng. Người thuộc 10 thứ hạng đầu của bảng Long Vân đã có thể chạm đến ngưỡng cửa thiên phách, thử hỏi bọn họ đã mạnh đến mức nào. Những người này đều không vượt quá 25 tuổi, so với hắn thì không lớn hơn bao nhiêu, thật sự khiến người ta cảm thấy có hơi bất ngờ. Cho nên cổ mộ tinh quân sẽ là nơi tranh đấu của những nhân tài kiệt xuất thuộc bảng ngoài. Có lẽ, bọn họ rất khao khát có được truyền thừa từ nơi này. Trương Viễn thoáng khựng lại một chút, nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt đầy ẩn ý rồi cười nói, hiện tại, ngươi và những nhân tài kiệt xuất bảng ngoài quả thật có hơi chênh lệch, nhưng chênh lệch này vẫn có thể bù đắp được. Ví dụ như vừa rồi, dù tên Lãnh Hạo Vũ kia có tu vi là Dương Huyền Viên mãn thì vẫn thua ta một bậc, đây chính là nội tình của thế lực cấp bá chủ. Lời này ám chỉ rất rõ ràng. Ý rằng chỉ cần Lâm Nhất gia nhập Thiên Kiếm Tông thì không bao lâu sau hắn cũng có thể đấu một trận cùng với những nhân tài kiệt xuất xếp sau trong bảng Long Vân. Lâm Nhất chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Ý của sư huynh là nếu ngươi gia nhập Thiên Kiếm Tông, chúng ta sẽ để ngươi tu luyện đại diễn kiếm quyết. Ta cũng rõ vì sao huynh ấy lại đặt lòng tin vào ngươi nhiều như vậy. Đợi Trương Viễn đi xa, Mục Tuyết mới bước tới và nói khẽ, Lâm Nhất, đây thật sự là một cơ hội. Nếu Trương sư huynh đã ám chỉ như vậy thì ắt hẳn các trưởng lão đã cho phép, ngươi nên suy xét một phen. Lâm Nhất không đáp mà hỏi ngược lại, cô cũng thấy rõ sự chênh lệch giữa ta và những nhân tài kiệt xuất thuộc bảng Long Vân à. Mục Tuyết ngầm nghĩ hồi lâu rồi nói, chênh lệch vẫn khá rõ. Tên Lãnh Hạo Vũ kia chỉ mới xếp hạng 87 mà thôi, vậy mà tu vi đã là Dương Huyền Viên mãn rồi. Vừa nay một trường kia của hắn ta khiến ta phải đổ mồ hôi thay sư huynh, may mà thắng. Nếu có được đại diễn kiếm quyết, với thiên phú của ngươi, lại thêm nội tình của Thiên Kiếm Tông thì không đến một năm là không đúng, trong vòng nửa năm chắc chắn ngươi có thể đạt đến cảnh giới của sư huynh Trương Viễn. Như vậy cũng đã khá cao rồi. Nghe thế, Lâm Nhất không phản bác mà chỉ cười nói, tối nay nghỉ ngơi sớm đi. Mắt thấy bóng dáng Lâm Nhất biến mất trong màn đêm, chui vào lều nghỉ ngơi. Trương Viễn và Mục Trần vốn đã đi xa đột nhiên xuất hiện bên cạnh Mục Tuyết. Mục Trần có hơi tức giận, nói với vẻ bất bình, sư huynh coi trọng người ta như vậy, nhưng có vẻ như người ta không mấy cảm kích,
ngay cả hắn ta còn không đủ tư cách để tu luyện đại diễn kiếm quyết, vậy mà sư huynh lại ám chỉ rất rõ rằng chỉ cần Lâm Nhất có thể gia nhập Thiên Kiếm Tông thì sẽ được tu luyện môn công pháp này, việc này quả thật mang đến đả kích rất lớn đối với hắn ta. Trương Viễn lắc đầu không đáp, bởi lẽ hắn ta cũng không đoán ra được. Lâm Nhất đã thấy được uy lực của đại diễn kiếm quyết, vậy mà vẫn giữ thái độ im lặng, rốt cuộc hắn đang suy nghĩ gì? Ánh trăng mờ mịt, đêm lạnh như nước. Sau khi người của Lầu Huyết Vũ và Phủ Tam Tuyệt rời khỏi, khu cắm trại của Thư viện Thiên Phủ không còn náo động như trước nữa. Sóng gió tạm lắng xuống, thế nhưng mọi người trong thư viện đều hiểu rõ, đây mới chỉ là bắt đầu. Đợi đến biển trăng khô, khó khăn trắc trở sẽ gấp ngàn lần hơn. Mấy ngày sau, trên đường đi ngày càng có nhiều đội ngũ hơn, nhưng vẫn sóng êm gió lặng, hành trình thông thuận. 7 ngày sau, đoàn của bọn họ đã chính thức rời khỏi sơn mạch Viêm Vân. Tầm mắt đột nhiên trở nên rộng mở, một vùng hoang vu mênh mông bát ngát, kéo dài vô cùng vô tận hiện rõ. Trước mắt bọn họ chính là biển trăng khô. Ngày thường cũng có không ít kẻ gan dạ chạy đến đây tôi luyện, nhưng còn lâu mới náo nhiệt được như hôm nay. Nơi này chính là biển trăng khô ư. Trong đội ngũ, Lâm Nhất dõi mắt nhìn ra xa, lọt vào tầm mắt chỉ có một vùng vàng như máu. Mây máu không ngừng thiêu đốt trên bầu trời, dưới đất là cát vàng nóng bỏng, tầng tầng chồng lên nhau như mặt biển gợn sóng, mênh mông vô tận. Ở cái nơi hoang vu này, biển cát vàng rực cùng bầu trời đỏ máu đan vào nhau tạo thành một bức tranh tang thương, làm sao động lòng người. Sự tàn khốc của nơi hoang sơ này đã vượt ngoài dự đoán, nhưng biển cát bao la kia lại thật sự khuấy động lòng người, khiến người ta chợt sinh ra cảm giác hào hùng khó tả. Trong không khí tràn đầy linh khí thuộc tính hỏa, khô ráo và nóng rực. Bất kể tâm trạng có phấn khích cỡ nào thì suy cho cùng. Biển trăng khô bao la rộng lớn này vẫn là một vùng hoang vu với vô vàn hiểm trở. Gió thổi qua, không mang đến cảm giác mát mẻ mà là từng trận khô nóng, dường như gió đã kéo theo những con sóng của biển lửa vô hình đánh úp đến. Phút chốc, mọi người đã bị những cơn sóng nóng bỏng kia nuốt chừng. Còn chưa đặt chân vào cái nơi quái quỷ này mà đã nóng vậy rồi. Mục Trần đổ mồ hôi hột, khẽ oán trách vài câu. Hắn ta buộc phải vận chuyển chân nguyên để loại trừ cảm giác khô nóng kia khỏi cơ thể. Những người khác cũng không khá hơn là bao, thứ cảm giác nóng rực này đang ăn mòn cơ thể từng chút một. Về lâu dài, dù cảnh giới có cao cũng không chịu đựng được, nhất định phải đề phòng cẩn thận, thời thời khắc khắc dùng chân nguyên hộ thể. Biển trăng khô vô cùng mênh mông rộng lớn, phóng mắt nhìn không thấy điểm cuối, so với thành U Châu còn lớn hơn nhiều. Nơi đây từng là một chiến trường thời thượng cổ, bởi trận chiến khốc liệt đến mức khó tưởng của các cao thủ nên nó mới biến thành dáng vẻ như ngày hôm nay. Thời hoàng kim thịnh thế kia đã trôi tuột vào quá khứ, không cách nào chứng kiến được nữa, chỉ có thể thông qua những di chỉ bãi bể nương dâu này để tìm kiếm một chút dấu vết còn sót lại. Dõi mắt nhìn ra xa, ở nơi cuối tầm mắt, có thể thấy có một cơn gió lốc tối đen che khuất bầu trời. Bão cát thật lớn. Lâm Nhất tỏ vẻ kinh ngạc, bởi trận bão cát kia quá lớn, cách một khoảng xa như vậy mà vẫn khiến lòng người run sợ không thôi. Nhưng trưởng lão Đường Du lại mỉm cười, không có vẻ gì là bất ngờ. Ông ta nhìn Lâm Nhất và nói, bão cát như thế này rất thường thấy ở biển trăng khô, mỗi tháng chỉ có một ngày cố định mới giảm được đôi chút, còn khoảng thời gian còn lại thì dù là tu vi thiên phách cũng không dám tùy tiện xông vào. Đáng sợ vậy sao? Lâm Nhất thầm cảm thấy nghi hoặc, bão cát có thể khiến cao thủ cảnh giới thiên phách phải kiêng kỵ, liệu sẽ đáng sợ đến mức nào? Tiền bối Đường Du chỉ cười mà không giải thích gì thêm. Ông ta nói với giọng điệu bình thản, người cứ đến đó sẽ rõ, giờ đi tìm chỗ cắm trại trước đã. Ngay lập tức, dưới sự dẫn dắt của trưởng lão Đường Du, đoàn người nhanh chân di chuyển đến biên giới biển trăng khô. Chạy suốt 2 canh giờ, cuối cùng... trận bão cát kia cũng hiện rõ trước mắt mọi người. So với trong tưởng tượng thì nó điên cuồng hơn rất nhiều, hoàn toàn che khuất bầu trời, liên tục phát ra tiếng gào thét. Có vô số cát bụi bị gió cuốn bay lên, từng hạt cát hệt như những đốm lửa rực cháy, lại được cuồng phong phụ trợ, khiến chúng càng thêm đáng sợ. Lâm Nhất thầm kinh hãi, cuối cùng thì hắn cũng đã hiểu những lời mà tiền bối Đường Du đã nói trước đó.
nếu như tùy tiện xông vào thì khó mà tưởng tượng được hậu quả khi bị những hạt cát kia bám vào người. E là dù thân thể có mạnh mẽ hơn nữa thì cũng lập tức bị thiêu thành cho tàn. Khó trách vì sao cao thủ cảnh giới thiên phách cũng không dám chạy loạn. Dù có thể sống sót mà ra ngoài thì chắc cũng rất thê thảm, thậm chí bị thương không nhẹ. Còn đối với võ giả tu vi dưới thiên phách thì không cần bàn đến. Đội ngũ của tất cả các tông môn lớn lần lượt tiến đến và dựng lều ở biên giới bão cát trên biển trăng khô, phóng mắt nhìn có không dưới ngàn người, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Ngoại trừ các tông môn ở thành U Châu, còn có rất nhiều tông môn từ các châu khác đến tham dự sự kiện lần này, e là số lượng còn nhiều hơn nữa. Lầu Tàn Kiếm là đội ngũ đầu tiên của thành U Châu đặt chân đến đây. Lâm Nhất quan sát thì thấy có không ít cao thủ, rất nhiều người đã đạt đến tu vi Dương Huyền. So ra thì cùng là thế lực cấp chuẩn bá chủ của thành U Châu, nhưng nội tình giới võ học của Thư viện Thiên Phủ quả thật có hơi kém một chút. Cao thủ cảnh giới Dương Huyền chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ồ! Lâm Nhất có hơi bất ngờ khi thấy Liễu Thần Giật. Người này là đệ tử chân truyền đứng đầu Lầu Tàn Kiếm, một trong tứ đại thiên kiêu thành U Châu, bản thân hắn ta cũng là cao thủ trên bảng Long Vân. Ban đầu, khi ở mật cảnh hỏa ngục, Lâm Nhất đã từng gặp người này một lần. Ấn tượng sâu sắc nhất về hắn ta chính là câu nói nếu hắn không gia nhập Lầu Tàn Kiếm thì tương lai hắn sẽ phải hối hận. Liễu Thần Giật cảm nhận được có người đang nhìn mình, liền ngẩng đầu nhìn lại thì phát hiện đó là Lâm Nhất. Hắn ta có hơi bất ngờ, mãi một lúc lâu sau mới khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Hắn không đến thì mới là chuyện kỳ quái, tuy nhiên, có rất nhiều cao thủ thuộc bảng Long Vân tìm tới cổ mộ Tinh Quân. Sợ là đến lúc đó hắn sẽ thất vọng, Liễu Thần Giật lẩm bẩm một câu, sau đó không nói gì thêm. Dù sao thì hắn ta và Lâm Nhất cũng chỉ mới gặp mặt một lần, cũng không tính là thân thiết. Có quá nhiều nhân tài kiệt xuất tìm đến cổ mộ Tinh Quân lần này, tuy Lâm Nhất có thể đánh bại Tào Trấn, nhưng còn lâu mới trở thành tiêu điểm. Lâm Nhất không để tâm đến suy nghĩ của Liễu Thần Giật, hắn rời mắt khỏi khu vực của Lầu Tàn Kiếm, nhìn về hướng khác. Thoáng chốc, đồng tử hắn co mạnh, sâu trong mắt lóe lên tia kinh ngạc. Cao thủ nhiều thật. Số lượng đệ tử tụ tập ở đây lên đến hàng ngàn, trong đó có gần một nửa là cảnh giới Dương Huyền, thậm chí có không ít thanh niên đã đạt đến Dương Huyền viên mãn. Có khoảng vài chục người đã là cao thủ cảnh giới Dương Huyền viên mãn, không hề thua kém, một đệ tử cốt cán của Thiên Kiếm Tông như Trương Viễn. Điều khiến Lâm Nhất càng thêm chấn động đó chính là có không ít thiếu niên đã thoáng chạm đến ngưỡng cửa cảnh giới âm dương. Duệ khí phát ra từ những người này không hề thua kém bao nhiêu so với các trưởng lão cảnh giới âm dương, nếu vậy thì quả thật có hơi đáng sợ. Thật nhiều người quen, xem ra đều đã đến. Mục Linh tỏ vẻ nghiêm túc, khẽ thở dài. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Trương Viễn, hắn ta bèn cười nói, Mạc Linh, cô biết rõ những người này hơn ta. Cô nói một chút xem có cao thủ nào cần chú ý không? Nàng ta tham gia Long Môn tranh tài lần trước, bản thân cũng là một nhân tài kiệt xuất trên bảng Long Vân, tuy chỉ xếp hạng cuối, nhưng so với Trương Viễn thì chắc chắn Mạc Linh hiểu rõ về những nhân tài kiệt xuất kia hơn. Mạc Linh khẽ gật đầu và nói, không khác là bao so với những gì Trương Huynh đã nói, người đến đều là các cao thủ bảng ngoài, cũng chính là những người xếp sau vị trí 50. Tuy nhiên, cao thủ bảng ngoài cũng có 5-7 loại, hiển nhiên, những người xếp cuối là yếu nhất, nhưng dù có yếu thì tu vi của bọn họ cũng đạt đến cảnh giới Dương Huyền viên mãn. Cao thủ nằm ngoài 50 nhưng trước 70, khá là đáng sợ, ta nhớ 3 năm trước, những người này đã đạt đến cảnh giới Dương Huyền, giờ như thế nào thì khó mà nói được. Còn 10 thứ hạng đầu bảng ngoài thì lại càng khủng bố, bọn họ có ưu thế mang tính nghiền ép đối với những người khác, gần như không thể thắng được. Mục Trần bĩu môi tỏ vẻ không phục, nói một cách nghiêm túc thì tu vi của những người này cũng chỉ là Dương Huyền viên mãn, thật sự đáng sợ như vậy sao? Mục Linh liếc nhìn hắn ta rồi đáp một cách thản nhiên, người không tham gia Quần Long Thịnh Yến nên không biết được trận chiến đó như thế nào, tu vi không phải là tiêu chuẩn duy nhất để phán đoán thực lực đâu. Trong cúng cảnh giới sẽ có một số tồn tại gần như vô địch, thậm chí yêu nghiệt vượt cấp chiến đấu cũng không phải là chuyện hiếm thấy. Tuy ngươi xuất thân từ Thiên Kiếm Tông, nhưng với thực lực hiện tại thì có muốn tham gia Quần Long Thịnh Yến, e là còn không đủ tư cách lọt vào danh sách. Vậy à,
Vậy thì đợi tiến vào biển trăng khô, cứ so thử một chút xem sao. Ta cũng rất muốn biết những người này mạnh đến mức nào. Trong mắt Mục Trần lóe lên chiến ý dày đặc. Có thể thấy được hắn ta rất tự tin với thực lực của mình, và cho rằng cổ mộ tinh quân chính là cơ hội để hắn ta nổi danh. Với tư cách là yêu nghiệt do Thiên Kiếm Tông dốc sức đào tạo, mới 18 tuổi mà hắn ta đã đạt đến tu vi Dương Huyền Đại Thành, nên dĩ nhiên có tư cách để kiêu ngạo. Lâm Nhật không để ý đến người này, hắn mở miệng dò hỏi, sư tỷ, lần này, trong những người xếp 10 thứ hạng đầu của bảng ngoài, có ai cần đặc biệt chú ý hay không? Mạc Linh khẽ gật đầu, quay sang phía đông, đôi mắt nàng ta lóe lên sự kiêng kỵ, thấp giọng nói, nhìn bên đó, người mặc đồ đen kia chính là Cơ Vô Dạ của Huyết Thương Các, năm nay 23 tuổi, xếp hạng 53 trên bảng Long Vân, đứng thứ 3 bảng ngoài. Kiếm của hắn ta đáng sợ hơn nhiều so với Lãnh Hạo Vũ của Lầu Huyết Vũ, không chỉ thực lực mạnh mẽ, hơn nữa thủ đoạn cũng tàn bạo, trong trận Quần Long Thịnh Yến 4 năm trước, có không dưới 100 người chết trong tay hắn, được xưng là Huyết Thủ Đồ Tể. Huyết Thủ Đồ Tể. Lâm Nhất líu lưỡi, danh hiệu này rất thông thường, có điều khó mà tưởng tượng được nó lại rơi vào một gã kiếm khách. Kiếm dù có hung tàn cỡ nào thì cũng khó mà vượt qua đao trong tay Đồ Tể được. Nghe vậy, mấy người Mục Trần quay đầu nhìn thì thấy ở hướng chính đông, cách đó mấy ngàn thước, có một thanh niên mặc áo đen đứng giữa đám đông. Sắc mặt hắn ta trắng bệch, cũng không quá nổi bật. Chẳng qua là khi ánh mắt hắn ta quét qua, lơ đễnh dừng lại ở chỗ mọi người trong chốc lát nhưng lại khiến tất cả cảm thấy lạnh sống lưng. Người này rất đáng sợ. Trương Viễn nghiêm túc nói, hắn ta là đệ tử cốt cán của Thiên Kiếm Tông. Dù không tham gia trận Quần Long Thịnh Yến 4 năm trước, nhưng ánh mắt của hắn ta rất độc, chỉ liếc nhìn đã có thể nhận ra thực lực của Cơ Vô Dạ mạnh hơn rất nhiều so với Lãnh Hạo Vũ. Hiện tại, hắn ta cũng không để tâm đến đội ngũ bên này, ánh mắt chỉ thoáng quét qua mà thôi. Mạc Linh rời mắt đi, lại quay sang một người khác ở cùng hướng, thấp giọng nói, người này tên là Diêm Không, cùng tuổi với Cơ Vô Dạ, xếp hạng 54 trên bảng Long Vân. Trong Quần Long Thịnh Yến lần trước, hai người này xem như đối thủ một mất một còn, thực lực ngang ngửa nhau. Còn hiện tại thì không rõ ai mạnh ai yếu. Nhớ năm đó, hắn ta được xưng tụng là quỷ đao Diêm Không, giết người như ngóe, mức độ hung hàn không hề thua kém Cơ Vô Dạ. Lâm Nhất đánh giá sơ hai người nọ, sát khí trên người bọn họ quả thật có hơi nặng, gần như không kém so với tà tu. Đệ tử tông môn lại có sát khí nặng như vậy thì đúng là có hơi hiếm. Từ trước đến nay, hắn vẫn luôn là người sát phát phạt quyết đoán, có không ít kẻ đã chết dưới tay hắn, nhưng so với hai người này thì thật sự là thua chỉ kém em. Tuy nhiên, có thất sát ấn, sát ý của hắn có thể tăng lên gấp 7 lần, nếu muốn so kẻ sát ý thì Lâm Nhất vẫn có chút lòng tin. Đúng lúc này, có một đám người đi đến từ phương Bắc, khi bọn họ xuất hiện, ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó. Rất nhiều ánh mắt vô thức nhìn sang, Trương Viễn ngẩng đầu nhìn rồi nói khẽ, là người của Càn Vân Tông. Càn Vân Tông, một trong 9 bá chủ của cổ vực Nam Hoa. Lâm Nhất chợt có suy nghĩ, trong cuộc tranh tài của năm thư viện, Giang Dật từng nói ở Càn Vân Tông có một người bạn của hắn đến từ Đại Tần. Lần này người nọ có đến không? Trong suốt hành trình, Càn Vân Tông vẫn luôn đơn độc di chuyển. Đội ngũ của bọn họ chỉ rải rác có vài người và rất ít khi lộ mặt. Tuy nhiên, với tư cách là một trong 9 bá chủ của cổ vực Nam Hoa thì dù có ít xuất hiện cỡ nào cũng sẽ gây chú ý. Đám người kia mặc áo màu xanh da trời, trước ngực có thêu hoa văn hoa lệ, từng người đều có phong thái hơn người. Loại khí phách chỉ có các nhân vật xuất thân từ thế lực bá chủ mới có lộ rõ trên người bọn họ. Đặc biệt là người dẫn đầu, một tay hắn ta cầm kiếm. Tóc búi gọn trên đỉnh đầu, cố định bằng một cây châm gỗ màu tím, lẫn trong phần tóc xóa bên dưới là hai dải lụa trắng mềm mại, tung bay trong gió, thoạt nhìn rất thanh tao, thoát tục. Không ngờ đại diện của Càn Vân Tông lại là hắn. Ánh mắt Mạc Linh lóe lên tia kinh ngạc, khẽ nói, người nọ là Tạ Vân Kiều, xếp vị trí 57 trong Quần Long Thịnh Yến lần trước, khá mạnh. Xếp vị trí 57 trên bảng Long Vân. Tức là xếp hàng thứ 7 trên bảng ngoài. Có thể thấy được ánh mắt của Cơ Vô Dạ, xếp hàng thứ 3 bảng ngoài, và Diêm Không, xếp hàng thứ 4 bảng ngoài, thoáng dừng lại một lúc lâu trên người Tạ Vân Kiều.
Tạ Vân Kiều có thể khiến hai tên sát thần kia đồng thời chú ý, điều đó nói rõ thực lực của hắn ta khá mạnh. Lâm Nhất chỉ thờ ơ liếc nhìn, khi thấy một người khác trong đội ngũ, sâu trong mắt hắn lóe lên tia khiếp sợ. Tuy thái độ khác thường này nhanh chóng bị che giấu, nhưng vẫn bị Trương Viễn nhìn ra, hắn ta liếc nhìn Lâm Nhất rồi cười nói, người này là Bạch Lê Hiên, cũng giống như ngươi, đều đến từ đế quốc Đại Tần. Tính ra thì thực lực của hắn rất mạnh, thậm chí còn có căn cốt thánh thể. Lúc trước, vì tranh giành hắn mà suýt nữa các thế lực bá chủ đã trở mặt với nhau. Cuối cùng, một vị trưởng lão lánh đời của Càn Vân Tông ra mặt nhận hắn làm đệ tử đóng cửa, việc này mới dừng lại. Bạch Lê Hiên công tử Tiểu Bạch. Lâm Nhất cảm thấy có hơi bất đắc dĩ, hóa ra bạn cũ mà Giang Dật nhắc đến lại là người này. Hắn vốn cho rằng sẽ là Tả Vân, hoặc là Lưu Thương, cũng có thể là Tư Tuyết Y, nhưng lại không ngờ sẽ là Bạch Lê Hiên. Tuy nói hai người xuất thân từ một tông môn, nhưng quan hệ lại không được tốt, thậm chí, bọn họ đã từng là kẻ thù, kết oán rất sâu. Trong long môn tranh tài, hắn ta thua dưới kiếm của Lâm Nhất, xem như ân oán đã xong. Lâm Nhất sẽ không ghi hận người này, nên đối phương có thế nào thì cũng không liên quan đến hắn. Có thể thấy được ở Càn Vân Tông, hắn ta có tiến bộ rất nhanh, giờ đã là cao thủ cảnh giới Dương Huyền Đại Thành. Thậm chí, khí tức của hắn ta còn mạnh hơn so với Mục Trần, vô cùng đáng sợ. Bản thân Bạch Lê Hiên có được thánh thể, lại đầu nhập thế lực cấp bá chủ như Càn Vân Tông, có thể phát triển đến mức này cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Nếu ta nhớ không lầm thì hắn ta đã từng bại trong tay ngươi, Trương Viễn bình tĩnh nhìn Lâm Nhất, khẽ nói. Bạch Lê Hiên kia là bại tướng dưới tay ngươi. Lâm Nhất không tỏ thái độ, trái lại, Mục Trần lại kinh ngạc không thôi, trong thế lực cấp bá chủ, thanh danh của Bạch Lê Hiên mạnh hơn rất nhiều so với Tào Trấn đấy. Lâm Nhất không phản bác, xem như chấp nhận. Sau một lúc kinh ngạc, Mục Trần bật cười, có điều là trước đây. Bây giờ ngươi hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với hắn ta, chắc chỉ cần 2-3 chiêu là có thể dễ dàng đánh bại ngươi. Nếu ngươi đồng ý gia nhập Thiên Kiếm Tông thì sẽ có cơ hội đuổi kịp người khác. Nếu không, cả đời này ngươi chỉ có thể nhìn theo bóng lưng người khác mà thôi. Trương Viễn cười với Lâm Nhất, ý tứ rất rõ ràng, mặc dù lời Mục Trần nói rất khó nghe nhưng lại là sự thật. Thật ra thì chắc ngươi cũng phát hiện, trong số các nhân tài trên bảng Long Vân, bảng ngoài do các đại đệ tử của thế lực cấp bậc chuẩn bá chủ chiếm giữ, còn bảng trong thì đa số đến từ thế lực cấp bậc bá chủ. 10 người đứng đầu bảng trong, những yêu nghiệt sắp chạm tới thiên phách kia đều đến từ thế lực cấp bậc bá chủ. Trương Viễn nói với giọng ẩn ý, chỉ có tông môn mạnh mới có thể bồi dưỡng ra yêu nghiệt chân chính. Ví dụ như Bạch Lê Hiên, hiện tại hắn ta đã đủ tư cách để cạnh tranh với nhân tài trên bảng Long Vân. Ngươi cũng có thiên phú này. Chỉ là không được thế lực cấp bậc bá chủ bồi dưỡng, nếu không ngươi hoàn toàn có khả năng đạt được thành tích như Bạch Lê Hiên hiện giờ. Lần này Càn Vân Tông kín tiếng như thế, có lẽ mục đích cũng giống với Thiên Kiếm Tông chúng ta, đều đang bồi dưỡng hậu bối, để Bạch Lê Hiên nhân cơ hội này ghi dấu tên tuổi của mình. Lâm Nhất cười, hiện tại hắn đã nắm giữ kiếm ý viên mãn đỉnh phong, tuy thời gian không lâu, còn cần thêm một chút kinh nghiệm. Nhưng một khi ra tay, có kiếm ý thiên thiên viên mãn đỉnh phong hỗ trợ, hắn chưa chắc không thể cạnh tranh với nhân tài trên bảng Long Vân. Hơn nữa, Long Tượng Chiến Thể Quyết của hắn cũng đã thăng lên tầng 7, tu vi dừng lại ở cảnh giới âm huyền viên mãn, có thể đột phá cảnh giới dương huyền bất cứ lúc nào. Và còn có quyền pháp cấm kỵ thất sát quyền, Trần Quang Kiếm Pháp, Hỏa Phượng Liễu Nguyên Đồ, kiếm trận tử diên sắp cửu chuyển kia. Át chủ bài nhiều đến mức nằm ngoài sức tưởng tượng của người ngoài. Chỉ là hắn không cần giải thích với người khác, mặc dù tính cách Trương Viễn không tệ, nhưng chung quy vẫn đánh giá Lâm Nhất hơi thấp. Về phần Mục Trần, hắn ta càng không thể Lâm Nhất vào mắt, ngay cả Bạch Lê Hiên mà hắn từng đánh bại còn giật mình kinh ngạc. Có cần thiết không? Không nói trước đây, chỉ nói bây giờ thôi, Lâm Nhất cũng tin chắc mình có thể đánh bại đối phương. Nhưng tính cách của Lâm Nhất là vậy, không thích hơn thua nhau ở cái miệng, hắn chỉ biết cười cho qua. Thấy vậy, Trương Viễn cũng không còn cách nào khác, lắc đầu bất đắc dĩ. Hô! Đúng lúc này, một nhóm người cưỡi ngựa yêu thú chạy lại từ biên giới biển Trăng Khô, cuốn lên bụi bặm mù mịt.
Mạc Linh nhướng mày, lại thêm hai cao thủ thuộc 10 hạng đầu bảng ngoài. Hai người trẻ tuổi nhảy xuống khỏi lưng ngựa, một người gầy như que củi, đeo thanh đao cổ thật dài trên lưng, người còn lại trông lạnh lùng, đôi mắt ẩn chứa ánh sáng đỏ đáng sợ như một con rắn độc. Bùi Nhạc, đệ tử nòng cốt của Thanh Mộc các bá chủ thành Thanh Châu, xếp hạng 58 trên bảng Long Vân đợt trước, thanh đao trên lưng hắn ta là một món bảo khí rất lợi hại tên là U Vân, người còn lại tên Tần An, người này am hiểu dùng roi, với roi xích xà trong tay, hắn ta đã khiến cho không biết bao nhiêu người tham gia quần Long Thịnh Yến 4 năm trước chịu thiệt, xếp hạng 59. Nghe Mạc Linh giới thiệu, Lâm Nhất suy nghĩ trong lòng. Mười yêu nghiệt đứng đầu bảng ngoài này hầu như đều có tu vi cảnh giới âm huyền viên mãn, khí tức trên người cực kỳ cô đọng, mạnh không thua kém gì trưởng lão cảnh giới âm huyền của tông môn. Sau khi vào biển Trăng Khô, những người này chắc chắn sẽ chiếm ưu thế áp đảo, tỏa sáng rực rỡ. Trương Viễn nói biển Trăng Khô sẽ là sân khấu tranh tài của nhân tài bảng Long Vân cũng không sai. Các nhân tài bảng ngoài khác dù không mạnh bằng họ cũng sẽ rất đáng sợ, không thể coi thường quá mức. Kể cả Lãnh Hạo Vũ chỉ xếp hạng cuối đã dám thách đấu với đệ tử nòng cốt của Thiên Kiếm Tông, những người khác thì không cần phải nói nhiều. Kha kha, nhiều người đến thật đấy, Bùi Nhạc gầy như que củi, đeo đao U Vân nhìn lướt qua xung quanh, nhếch miệng cười nói. Tần An có đôi mắt như rắn độc cười lạnh lùng, ngoài mấy người bạn cũ trên bảng Long Vân ra thì còn được vài người đủ năng lực, còn lại chỉ là một đám vô dụng thôi. Với thực lực này mà muốn vào biển Trăng Khô tranh đoạt bảo bối của cổ mộ tinh quân, quả thật không biết sống chết. Đừng tự tin thái quá, nếu bị lật thuyền sẽ buồn cười lắm đấy, Bùi Nhạc lạnh nhạt tiếp lời. Tần An cười bâng quơ, có thể ư. Cũng đúng, ha ha ha. Hai người tự nói tự cười, cười nhạo tất cả mọi người ngoại trừ cao thủ bảng Long Vân đều không đáng một đồng. Họ không cố tình hạ giọng nên đã khiến rất nhiều người bất mãn. Nhưng họ không hề quan tâm. Đây cũng là suy nghĩ thật sự trong lòng của rất nhiều nhân tài bảng Long Vân khác, nếu không lọt vào bảng này thì đều vô dụng. Chẳng qua một số người cư xử đúng mực, giỏi che giấu, còn một số người thì tự cao tự đại, Tần An và Bùi Nhạc là điển hình của ví dụ này. Mạc Linh cười khẩy, hai người này vẫn ngông cuồng như trước, thấy cao thủ bảng trong chưa đến nên bản tính lập tức bại lộ. 4 năm trước, ta nhớ hai người này đã từng bị Nam Cung Vãn Ngọc đánh rất thê thảm. Nghỉ ngơi trước đi, tốt nhất là đừng động tới loại người này, nếu như động tới thì có thể sẽ phải chịu rất nhiều sỉ nhục. Tiền bối Đường Du nhìn họ bằng ánh mắt đầy sắc bén. So với những sát thần máu lạnh, loại người phô trương này thích ngược đãi đối thủ hơn, có lẽ họ sẽ không giết chết, nhưng thủ đoạn sỉ nhục lại nhiều vô kể. Rất khó để nói giữa hai loại người này ai tốt hơn ai. Trong doanh trại của Thư viện Thiên Phủ, Lâm Nhất đang ngồi khoanh chân trong lều bình tĩnh tu luyện. Hiện tại tu vi của Lâm Nhất đã đạt tới cảnh giới âm huyền viên mãn đỉnh phong, không thể tiến thêm, nhưng dù sao ngày thường cũng đã quen với vất vả. Dù cho không thể tiến thêm, trong khoảng thời gian rảnh rỗi này, hắn sẽ tinh luyện lại Tử Diên kiếm quyết, chung quy cũng sẽ có tiến bộ thôi. Chưa kể đến Bạch Lê Hiên, so với Mục Trần thì căn cốt và tư chất của hắn cũng yếu hơn rất nhiều. Nhưng sự kiên trì và nỗ lực mà hắn dành cho võ đạo không hề thua kém bất cứ ai. Từ trước đến giờ, dù gặp được kỳ ngộ, hắn cũng sẽ cẩn thận, không dám đắc ý vênh váo. Mỗi dấu chân trên con đường của hắn đều tạo nên căn cơ vững chắc như núi, khí tức cô đọng và mạnh mẽ. Thời gian dần trôi qua, chớp mắt đã 3 ngày. Cơn bão giáp danh biển Trăng Khô dần yếu đi, không còn đáng sợ như ban đầu nữa. Số người cắm trại trong khu vực giáp danh này càng lúc càng nhiều. Lại 2 ngày trôi qua, cơn bão che khuất bầu trời rõ ràng đã yếu đi rất nhiều. Gió lốc màu đen ban đầu đã chuyển sang màu vàng xám, có thể nhìn thấy mơ hồ bầu trời như máu qua cơn bão cát. Mọi người đều biết, đã đến lúc tiến vào biển Trăng Khô. Trước khi lên đường, tiền bối Đường Du gọi mọi người lại dặn dò thêm một lần nữa. Chúng ta đi trước đây. Chỉ nghe một tiếng xé gió vang lên, không đợi bão cát ngừng hẳn, cơ vô giả của huyết sát môn đã xung phong hành động, hóa thành một tia kiếm quang huyết sắc, xông vào trong bão cát gần như chỉ trong nháy mắt. Vù, vù, vù. Những người khác cũng không thể chờ đợi nữa, lần lượt lao đi. Khung cảnh người đông như kiến,
gần hơn 2.000 đệ tử tông môn xông vào bão cát, trong đó còn có rất nhiều tán tu nhân cơ hội lẻn vào. Chúng ta cũng đi thôi. Trương Viễn thấy bão cát đã yếu hẳn, bèn dẫn mấy người Thiên Kiếm Tông bay qua. Cổ Mộ Tinh Quân đừng làm ta quá thất vọng. Nhiều cao thủ cùng thế hệ như thế hội tụ về đây, trong lòng Lâm Nhất có chút háo hức, vẻ mong đợi lộ ra trong mắt. Lãnh Hạo Vũ, người còn nhớ những gì U Vân trưởng lão đã dặn không? Trưởng lão cảnh giới thiên phách của Lầu Huyết Vũ nhìn Lãnh Hạo Vũ đang chuẩn bị tiến vào biển trăng khô, lạnh nhạt hỏi. Lãnh Hạo Vũ cười nhếch mép, yên tâm, ta vẫn còn nhớ. Một chuyện nhỏ thôi, hắn không có tư cách xếp vào những người cần chú ý trong biển trăng khô này. Nếu như gặp được, ta sẽ tiện tay giết hắn, ta cũng có chút hứng thú với truyền thừa quỷ đạo của U Vân lão quỷ. Trong cơn bão cát mù trời, đám người thư viện Thiên Phủ vừa vào chưa được bao lâu đã bị tách ra. Tuy bão cát đã yếu hơn nhưng vẫn không thể khinh thường quá mức, vừa bước vào đã bị gió thổi vào tai. Những hạt cát vàng thật nhỏ liên tục đánh vào người cũng gây ra cảm giác rất khó chịu. Tầm mắt hoàn toàn mơ hồ, chỉ có thể đi tới trước theo cảm giác mông lung. Trong tình hình này, để không bị tách ra gần như không thể nào làm được. Thậm chí còn có người bị mất phương hướng, đi một vòng lại quay trở lại chỗ cũ. Lâm Nhất bước đi trong bão cát, kiếm thế vô hình bao phủ quanh người để ngăn đỡ gió cát thổi tới. Hắn nhắm mắt lại. Bâng quơ nhìn lướt qua xung quanh, truyền chân nguyên vào mắt để tầm mắt đạt tới giới hạn, có thể nhìn thấy mơ hồ bóng người. Nhưng trong phút chốc những bóng người này đã bị gió cát vùi lấp. Đám người Mặc Linh vừa đứng bên cạnh hắn không xa trước đó đã không còn thấy nữa. Sau một lúc cố gắng, Lâm Nhất đành phải từ bỏ việc tìm kiếm. Hắn chọn bừa một hướng, cứ thế bước về phía trước, không nhanh không chậm, thong dong bình tĩnh. Bước chân thoạt nhìn không nhanh lắm, trên thực tế đã bất giác bỏ xa rất nhiều người. Một lúc lâu sau, trước mắt Lâm Nhất đột nhiên trở nên thoáng đãng. Hắn xuất hiện trong một biển cát mênh mông, vô số cồn cát nhấp nhô, thoạt nhìn khung cảnh bốn phía đều giống hệt nhau. Trong biển trăng khô, trừ khi có ký hiệu nổi bật, nếu không sẽ không thể đoán được phương hướng dựa vào mắt thường. Biển cát dưới chân sẽ chảy một cách lặng lẽ. Bản thân ngươi sẽ hoàn toàn không thể phát hiện ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 71.